Sau khi trộn xong, chúng ta làm ra chút động tĩnh, thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, phải làm gì cho tốt đây?" Vỗ tay, Thiên Huyễn nhìn kiệt tác của mình cười nói, "Làm ra chút động tĩnh, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, ánh mắt tất cả mọi người chuyển về phía bên này, chúng ta mới thừa cơ đào tẩu, bằng không thì thực sự không có biện pháp." Nhiếp Vân cũng hiểu rõ đạo lý kia. Muốn tạo ra động tĩnh lớn, biện pháp tốt nhất là cho nổ nơi này, tuy nhiên phong ấn ở nơi này rất nhiều, nếu như cưỡng ép ra tay, ta sợ còn chưa làm nổ bảo khố thì chúng ta đã bị phong ấn nổ chết thiên huyễn bất đắc sĩ nói tàng bảo khố của nguyên tâm tông có vô số các loại trận pháp phòng ngự tấn công nếu như cưỡng ép công kích nhất định sẽ kích động toàn bộ đến lúc đó chỉ sợ không cần nguyên thiên đặc sứ kia tới thì hai người bọn hắn sẽ bị phong ấn bao phủ không có biện pháp tiếp tục đào tàu đúng rồi hỏa diễm ha ha hỏa diễm ngay cả phong ấn cũng có thể đốt nếu như nhen hóm diễm hỏa lên đốt nơi này đi như vậy tuyệt đối sẽ tạo ra một lần bạo tạc tốt đột nhiên một biện pháp hiện lên trong đầu nhiếp vân lúc khôi lỗi nguyên cương trưởng lão tới đây hắn từng rót vào trong cơ thể này một đạo diễm hỏa chi khí hoàn toàn có thể mượn cơ hội hình thành diễm hỏa diễm hỏa này ngay cả linh hồn cũng có thể cháy đừng nói là phong ấn kiến trúc một khi thiêu đốt chỉ sợ cho dù là cường giả thiên kiều cành cũng khó có thể dập hết diễm hỏa người nói là diễm hỏa của diễm hỏa sư sao vật này lợi hại nhưng mà người bình thường không có được chẳng lẽ ngươi là diễm hỏa sư thiên huyễn sững sờ ha ha thì triển diễm hỏa rất tiêu hào phát lực thiên huyễn huynh ta biết rõ thân gia của ngươi cực cao có một ít đan dược khôi phục pháp lực tốt hay là thứ tốt nào không đưa cho ta một chút Nhất vân vừa cười vừa nói bộ dáng hiện tại là thân thể nguyên cương trưởng lão không có đan điền nguyên khí sư nguyên khí chi khí thân là thiên phú tốc 10, cũng không có cách nào cấp cho thân thể này sử dụng bởi vậy không có cách nào hấp thu tạo hóa chi khí trong tối tăm lượng dự trữ pháp lực có hạn nếu như sử dụng diễm hỏa chỉ sợ còn chưa đốt diễm hỏa lên thì pháp lực đã hào hết cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng dược vật bổ sung dù sao thân gia của thần thâu thiên huyễn so với hắn còn giàu có hơn thứ khôi phục pháp lực nhất định phải có không ít được thiên huyễn cũng biết tình hình cho nên gật gật đầu cổ tay khẽ đảo rồi lấy ra một bình ngọc đây là đại hồi lực đan ta thật vất vả mới trộm được từ chỗ một tên cao thủ tiên vũ tông phi thường trân quý một khỏa có bổ sung toàn bộ thể lực phải tiết kiệm sử dụng cầm bình ngọc thiên huyễn có chút không nỡ bằng vào thân gia của hắn mà cũng có chút không nỡ đủ để thấy được chỗ cường đại của đại hồi lực đan này trộm chỗ cao thủ tiên vũ tông xem như ngươi lợi hại nhiếp vân lẻ lưỡi nói tiên võ tông cũng là một trong tám đại tông môn cho dù không có cường đại như hóa vân tông di thần tông nhưng mà cũng không thể khi thường cao thủ trong đó mỗi một người đều kinh thiên động địa không ngờ thiên huyễn lại có thể ăn cắp bảo bối từ trên người cao thủ như vậy quả thực là lợi hại được rồi đừng có vuốt mông ngựa nữa nhanh châm lửa đi thiên huyễn vừa cười vừa nói lần này tuy rằng hai người lúc nào cũng ở trong nguy hiểm nhưng mà quan hệ so với trước khi uống rượu còn càng thêm thân cận hoạn nạn gặp chân tình hơn nữa hai người đều là người cà ga làm loạn ngưu tầm ngưu mã tầm mã thiên huyễn dần dần có thể làm quen với thiếu niên trước mắt này được trước tiên không có thi triển diễm hỏa chi khí như phần mở bình ngọc mở miệng nuốt mấy quả đan dược kia vào trong miệng ai người dùng ít thôi dựa vào người không sợ dược lực quá mạnh mẹ làm bản thân bạo tạc hay sao nhìn thấy hành động của thiếu niên thiên huyễn lần nữa im lặng thứ có tốt mấy ăn nhiều cũng có chỗ không tốt nhất là loại pháp lực bổ sung đan dược này nếu như ăn nhiều chỉ cần có chút không cẩn thận thì khí hải sẽ không chịu nổi mà triệt để nổ tung biến thành phế nhân yên tâm đi diễm hỏa so với trong tưởng tượng của ngươi còn tốn pháp lực hơn a à. thấy thiên huyễn tuy rằng tức giận nhưng mà trong mắt lại mang theo vẻ quan tâm nhiếp vân cười một tiếng phong ấn diễm hỏa chi khí được điều động mạnh mẽ xoay tròn lòng bàn tay lập tức phun ra một cỗ diễm hỏa cực nóng tức thì thiêu đốt bên trong bảo tàng cỗ diễm hỏa này thiêu đốt các phong ấn bị triệt để nhen nhóm phát ra thanh âm đùng đùng được rồi đã đốt xong chúng ta nhanh đi thấy diễm hỏa thiêu đốt chung quanh đã không thể nào ngăn cản được nữa hai mắt thiên huyễn sáng ngời, lại kéo tay nhất vân xông ra bên ngoài. không tốt, trong tàng bảo khố bị bốc lửa. vừa rời khỏi tàng bảo khố thì nhất vân đột nhiên cao giọng hô một tiếng. sau khi hắn hô xong, bên ngoài tức thì vang lên tiếng ầm mỹ. trong nháy mắt toàn bộ nguyên tâm tông càng trở nên hỗn loạn. mau biến ta thành một đệ tử bình thường. thân phận này của chúng ta quá rõ ràng. nhìn thấy cả nguyên tâm tông bắt đầu hỗn loạn, nhất vân vội vàng quay đầu nói với thiên huyễn. được. Thiên Huyễn cũng biết nếu như dùng bộ dáng trưởng giáo, đặc sứ đảo tàu thì sẽ đặc biệt dễ bị bắt. Hắn nắm tay Nhiếp Vân, truyền ngụy trang chi khí sang người Nhiếp Vân, đồng thời thay đổi bộ dáng của cả hai. Lần này, hai người trở nên bình thường tới cực điểm, ném vào trong đám người dù ai cũng không nhận ra được bọn hắn chính là đầu sò gây ra chuyện lần này. Hai vị sư huynh, xảy ra chu gì? Hai người vừa mới thay đổi bộ dáng thì đã thấy một đám đệ tử nguyên tâm tông sông lại, nhìn bộ dáng hai người còn tưởng rằng đồng môn miệng cả đám lập tức hô lớn đệ tử hạch tâm nguyên tâm tông đệ tử tinh anh đệ tử bình thường quá nhiều lại có người quanh năm thế luyện bên ngoài bởi vậy rất nhiều người có nhìn thấy nhau cũng không biết hiện tại khuôn mặt hai người trở nên bình thường lại khiến cho người ta nhìn qua đã thấy có chút quen thuộc nhưng mà đi qua rốt cuộc là ai thì cũng không thể nào nhận ra được kỳ thực đây là phương pháp cao nhất trong ngụy trang ngụy trang thành người ngươi không biết còn làm cho người không nhận ra so với che giấu đơn thuần còn lợi hại hơn nhiều tàng bảo các bốc lửa nhanh đi cứu hỏa chúng ta đi múc nước nói xong hai người thiên huyễn đi ra ngoài trên đường lại gặp phải một đám đệ tử lúc này nguyên tâm tông quả thực đã hỗn loạn tới cực điểm những đệ tử này đều không yên lòng đâu có chú ý tới hai người này đây là tàng thư các người chờ một chút ta thuận tiện cũng đốt một chút hai người nhanh chóng đi về phía trước lần nữa đi vào tàng thư các nhiếp vân lại kéo thiên huyễn tàng thư các ngươi cũng muốn đốt mã thiên huyễn lảo đảo nhanh lên muốn chơi thì chơi lớn một chút dù sao cũng đã đốt một cũng không quan tâm tới đốt thêm một cái nhà Nhất vân cười mắng lại cười hắc hắc rồi lặng lẽ tiến vào tàng thư các lúc này tàng thư các đã loán loạn cũng không có người trông coi Nhất vân thả diễm hỏa ra lập tức châm cả thư khố sách sau với phong ấn dễ đốt hơn nhiều hơn nữa một khi đốt rất khó dập hết diễm hỏa lan ra lập tức tạo thành một biển lửa cực lớn chiếu sáng chọn nguyên tâm tông đi mau Ta nhớ vừa rồi lúc đi qua còn có công huân điện, luyện võ điện, tiên nhạc điện, có tới bảy tám cung điện, chúng ta một đường đốt qua, nhìn xem bọn chúng còn có thời gian bắt chúng ta hay không. Trầm diễm Hòa đốt tảng thư các xong, nhất vân lại cười lớn, đi theo sau lưng thiên huyễn phóng nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói. Đốt toàn bộ công huân điện, luyện võ điện, tiên nhạc điện, xem ra, người còn ác hơn ta nha. Nhìn thấy đại hiệp đốt nhà nhất vân trước mắt, thiên huyễn im lặng một hồi. Hắn thân là thần thâu, người nào cũng dám trộm to gan lớn mật mà tiểu tử, tử trước mắt này không ngờ lại không sợ lớn chuyện so với hắn còn hung ác hơn tiếp tục đi về phía trước nhiếp vân đi đông một cái đi tây một cái rất nhanh toàn bộ những cung điện chính yêu trong nguyên tâm tông đều bị đốt cháy hỏa diễm cực nóng rông lên tời đem nửa bầu trời nhuộm đỏ diễm hỏa của diễm hỏa sư vốn đã cường hãn hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều hiện tại lại đốt nhiều như vậy đừng nói là đệ tử nguyên tâm tông cho dù là một ít trưởng lão tới cũng không thể dập hết, thậm chí không cẩn thận còn bị dính lửa lên người, bị chôn sống, chết cháy. Cơ nghiệp của ta, cơ nghiệp mấy trăm năm của nguyên tâm tông ta. Nhìn thấy ánh lửa ngập trời, tông chủ nguyên tâm tông cả thấy như phát điên, mái tóc trên đầu vốn là màu đen nhánh, nhưng chẳng biết từ khi nào đã có một mảng lớn chuyển thành trắng. Vừa rồi hắn còn muốn đi cứu hỏa, còn chưa kịp dập diễm hỏa, thì đột nhiên lại có một cỗ hỏa diễm khác xông lại, thiếu chút nữa thiêu cháy hắn đây là diễm hỏa của diễm hỏa sư cực nóng vô cùng chẳng lẽ như vân này là một vị diễm hỏa sư rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không riêng gì hắn sắp phát điên mà đặc sứ cũng sắp sụp đổ theo tin tức mà hắn nhận được như vân này là ngụy trang sư trị liệu sư thuần thú sư huyết đồng sư còn có được nạp vật đan điền từ khi nào lại thêm thân phận diễm hỏa sư vậy tinh thần quan sát giám sát cả ngọn núi để ta nhìn xem người chạy tới đâu trong lòng khiếp sợ nhưng đặc sứ này cũng không có thả lòng mà tinh thần lực cường đại lại giám sát bốn phía, triệt để bao phủ cực quang sơn. Tuy rằng, hắn giám sát vô cùng nghiêm ngặt, nhưng mà còn chưa phát hiện ra kẻ nào khả nghi. Đúng rồi, nơi trái nhất định có hai người bọn chúng. Ta chỉ cần nhìn thấy ngọn nguồn của hỏa diễm ở nơi nào là có thể tìm được hắn. Đột nhiên đặc sứ nghĩ tới một điểm, hai mắt sáng ngời, tinh thần nhanh chóng đảo ra ngoài. Không tốt, không tốt, tông chủ, ngay khi hắn đem lực chú ý tập trung vào mấy cung điện khác trong sơn môn nguyên tâm tông thì đột nhiên có một đệ tử xông tới không ngừng khóc lóc sao vậy sắc mặt nguyên thiên tông chủ vô cùng khó coi tông chủ thông minh điện cũng bắt lửa sẽ nhanh chóng đốt tới đây người và đặc sứ cũng nhanh chóng rời đi thì hơn người này vội vàng hô lớn cái gì thông minh điện mà cũng bắt lửa sao lúc này hai người mới chú ý trên đầu có một đám ánh sáng màu đỏ kéo tới xoẹt xoẹt cung điện tùy thời sẽ sụp đổ. Phốc! Nhìn thấy loại tình cảnh này, Nguyên Thiên Tông chủ rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy. Ha ha, Nhiếp Vân, không ngờ nhìn ngươi nho nhã yếu đuối như vậy, nhưng khi làm việc lại có thể ác độc như thế. Tại một nơi cách Nguyên Tâm Tông mấy vạn dặm, trong một hạt bụi, Thiên Nguyễn giơ vò rượu trong tay lên, lớn tiếng, vừa cười vừa nói. Nguyên Tâm Tông và Di Thần Tông liên minh, vừa nhìn đã biết không phải là vật gì tốt đã như vậy ta cũng không nâng tay nhất vân cười nhạt một tiếng hai người ngày đó dùng diễm hỏa phóng hỏa toàn bộ các cung điện trong nguyên tâm tông rốt cuộc khiến cho đặc sứ và tông chủ nguyên thiên kia tâm thần đại loạn rốt cuộc cũng thừa cơ trốn ra ngoài rời khỏi nguyên tâm tông trở lại từ hoa động phủ nhất vân thu khôi lỗi nguyên cương trưởng lão kia lại mang theo thiên huyễn rời khỏi chỗ của nguyên tâm tông rồi mới uống rượu hai người đại náo nguyên tâm tông cho nên cảm tình càng thêm thâm hậu lúc uống rượu không còn như lần trước nữa vô cùng sảng khoái và cao hứng. Nguyên tâm tông mất đi trường giáo ấn, mất đi bảo khố, tất cả tàng thư các cũng bị đốt sạch, nguyên khí đại thương, đủ để khiến cho bọn hắn phải cục đuôi tu dưỡng vài năm. Tuy nhiên, càng như vậy ngươi càng phải cẩn thận, hiện tại bọn hắn không biết ta là ai, nhưng mà chỉ sợ ngươi sẽ bị bọn hắn điên cuồng trả thù. Cười một hồi, thiên huyễn có chút lo lắng nói. Ha ha, không sao cả, giết không được bọn hắn thì đào tẩu, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể làm gì được ta. Nhất Vân vừa cười vừa nói. Đúng, ngươi có một động phủ như vậy, chỉ cần không có đạt tới thiên kiều cảnh, muốn bắt được ngươi quả thực rất khó à. Ồ, đúng rồi, sao ngươi lại đắc tội với di thần tông, lại khiến cho tông chủ bọn chúng tự mình phái người đuổi giết. Thiên huyễn có chút kỳ quái hỏi. Tông chủ di thần tông cao cao tại thượng, mà bây giờ cho dù thực lực của Nhất Vân không kém, nhưng mà trong mắt đối phương thì cũng chỉ như con sâu cái kiến, không kém hơn là bao thế nhưng đường đường là tông chủ di thần tông lại phái người đuổi giết nhiếp vân như vậy cũng giống như ngọc hoàng đại đế đi đuổi giết một tên ăn mày vậy có thể khiến cho tông chủ di thần tông buông thể diện mà đuổi giết muốn làm vậy phải có bao nhiêu cử hận à còn không phải là bởi vì động phủ này sao động phủ này ngay cả ngươi cũng cảm thấy ngạc nè đương nhiên hắn ta cũng muốn đạt được cho nên mới truy sát ta như vậy nhiếp vân cười cười thì ra là thế tông chủ di thần tông này quả thực không có thể diện bản thân không chiếm được thì thôi không ngờ lại đi cướp đoạt yên tâm nếu như rảnh ta sẽ giúp ngươi hả giận cũng lén lấy trường giáo ấn của hắn đi để cho hắn danh bất chính ngôn bất thuận thiên huyễn khoát tay nói trường giáo ấn tương đương với ngọc tỷ quan ấn hoàng đế mất ngọc tỷ quan viên mất quan ấn đương nhiên là danh bất chính ngôn bất thuận ha ha cũng không có việc gì về sau có cơ hội ta sẽ đích thân tìm di thần tông dám đối phó ta như vậy nếu như ta không báo thủ thì thực sự phải xin lỗi chính mình rồi nghe thấy thần thâu thiên huyễn muốn thay mình hà giận trong lòng nhiếp vân cảm động không thôi người khác nghe được quái vật khổng lồ như di thần tông chỉ sợ tránh còn không kịp hắn lại vẫn muốn xông lên đủ để thấy được tình cảm giữa hai người thế nào tuy nhiên nhiếp vân cũng không hy vọng kéo vị hảo hữu duy nhất kiếp trước thay mình hà giận có chuyện gì hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết tuy rằng trước mắt di thần tông là quái vật khổng lồ đối với hắn nhưng mà về sau hắn tuyệt đối có thể giẫm nát nó dưới chân lại khiến cho những người từng đối phó với người nhà hắn triệt để tuyệt vọng đây là sách mà ngươi bảo ta lấy ngươi muốn tìm bản nào thấy nhiếp vân hào khí nói vậy thiên huyễn biết rõ coi như mình không ra tay thì nhiếp vân cũng sẽ báo thù hắn cười cười bàn tay khẽ chộp một cái lập tức đem toàn bộ thư tịch ở tàng thư các nguyên tâm tông ném ra ngươi chờ một chút ta nhìn xem nhiếp vân biết rõ những thư tịch này có liên quan tới sinh tử của đệ đệ cho nên cũng không có nói nhiều chân bước về phía trước một bước tinh thần lực lan tràn tạo thành mấy ngàn cái xúc tu cẩn thận tìm kiếm chính là bản này đột nhiên hai mắt nhiếp vân sáng ngời bàn tay chộp một chảo một quyển thư tịch bỗng nhiên nhảy lên rơi vào trong lòng bàn tay hắn thiên phú đặc thù tường giải ngươi muốn tìm thứ này ha ha thứ này cái thần tông kỹ càng nhất bên trên cơ hồ có nói tất cả những thiên phú đặc thù đây vốn chỉ là bản đơn giản nhất không có ghi được bao nhiêu loại nhìn thấy chữ viết trên bìa dường như thiên huyễn cũng nhận ra cho nên vừa cười vừa nói. Kiếm thần tông là lý giải kỹ càng nhất sao? Người từng đọc rồi sao? Nhất vân sững sờ. Đương nhiên là từng đọc, thứ này ở cuối cùng kiếm chi đại điện. Nếu như ngươi có hứng thú, chỉ cần trà trộn và làm đệ tử hạch tâm thì có thể đọc được. Lúc ấy ta trộm đồ cho nên mới đi vào, chỉ tùy tiện quét qua một vòng. Người hỏi ta ta cũng không nói rõ được, chỉ biết là thiên phú thần thâu của ta bài danh số 49, ngụy trang sư bài danh thứ 55. Địa hành sư bài danh thứ 167, ẩn nấp sư bài danh thứ 351, về phần nạp vật đan điền xếp ở vị trí hơn 9 ngàn. Thiên huyễn vừa cười vừa nói. Thiên phú thần thâu bài danh số 49 sao. Nhếp vân sững sờ. Thiên phú thần thâu có thể ăn cắp đồ trong nạp vật đan điền. Khi gặp được bảo tàng thì có thể nhìn xuyên trận pháp phòng ngự chung quanh bảo tàng, thiên phú nghịch thiên như vậy mà chỉ xếp thứ 49. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể xếp rất cao hay sao? Nói thật, thiên phú có thể xếp trong top 50 đều có thể coi là nghịch thiên rồi. Cả phủ thiên đại lục này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi thì ngoại lệ, một thiên phú diễm hỏa sư của ngươi cũng có thể đánh bại tất cả. Ta nhớ thiên phú diễm hỏa sư xếp hạng thứ 25A. Nghĩ tới thiên phú nghịch thiên của thiếu niên trước mắt, thiên huyễn cười khổ một tiếng rồi nói. Trong giọng nói còn mang theo hương vị hâm mộ. Có được thiên phú đặc thù mới biết được thiên phú đặc thù lợi hại ra sao. Thiên phú thần thâu xếp hạng thứ 49 đã khiến cho hắn trở thành thần thâu đáng sợ nhất phù thiên đại lục này, chứ đừng nói tới diễm hỏa sư xếp hạng cao hơn. Có được loại thiên phú này, chỉ cần pháp lực đầy đủ, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu không phải lợi hại như vậy, thì sao hai người bọn hắn có thể dễ dàng từ trong nguyên tâm tông trốn ra như vậy chứ? Ha ha! Nghe ngư khí hâm mộ của đối phương, nhiếp vân cười khan một tiếng nếu như để cho đối phương biết rõ thiên phú đặc thù của hắn xếp hạng trong top 50 chẳng những có diễm hỏa sư thứ 25, mà còn có nguyên khí sư số 9, thiên nhãn sư số 18, thì không biết đối phương có hâm mộ tới mức thổ huyết hay không. Đương nhiên những lời này không thể nói, cho dù thiên huyễn là bằng hữu tốt nhất của hắn cũng vậy, chuyện pháp quyết vô danh liên lụy quá lớn, cũng không thể nói cho đối phương biết được. Để ta xem một chút, xem xem bên trên thư tịch này ghi cái gì. Không để ý tới thiên huyễn đang hâm mộ, Nhất Vân cười một tiếng rồi cúi đầu nhìn quyển thư tịch vừa mới tìm được trong tay. Quyển thư tịch này quả nhiên giống như thiên huyễn nói, ghi chép không quá kỹ càng, chỉ nói một ít thiên phú đặc thù, chỉ có hai ba trăm loại, cũng không có cái gọi là đại đạo một vạn. Về phần linh hồn triệu hoán sư, bên trên quả thực có ghi, nhưng mà chỉ có một hàng chữ. Linh hồn triệu hoán sư, xếp hạng thứ tám trong thiên phú đặc thù, có thể triệu hoán ra linh hồn thể tác chiến thay mình, có thể triệu hoán ra mảnh vỡ linh hồn đã bị nghiền nát có thể đem linh hồn trong cơ thể người khác triệu hoán ra là một trong bảy ngàn loại thiên phú đặc thù của yêu tộc uy lực vô cùng tuy chỉ có một dòng chư nhưng mà lại khiến cho nhất vân cảm thấy lần này mạo hiểm chạy tới nguyên tâm tông là đáng giá ít nhất cũng làm cho hắn có thêm lý giải về linh hồn triệu hoán sư có thể triệu hoán linh hồn thể chiến đấu thay mình khó trách có thể trở thành thiên phú đặc thù xếp hạng thứ tám nay trên nguyên khí sư chỉ bằng vào đặc điểm này cũng có thể hù chết không ít người thử nghĩ một chút mà xem cho dù thực lực đối thủ có mạnh hơn mình nhưng mà thoáng cái người triệu hoán ra mấy chục đầu mấy trăm đầu linh hồn thể cho dù thực lực đối phương có mạnh thì cũng bị quần ẩu tới trí tử nha còn nữa còn đặc điểm triệu hoán linh hồn từ trong cơ thể người khác ra chuyện này hắn đã tự mình kiểm nghiệm qua lúc trước đối mặt với mặt nạ bằng đồng xanh kia nếu như không phải nguyên khí đan diền của bản thân xoay tròn thì chỉ sợ đã vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối triệt để trầm luân khó trách lại là siêu cấp thiên phú xếp hạng số 8, đáng sợ thiên phú đặc thù của yêu tộc chẳng lẽ yêu tộc có linh hồn triệu hoán sư con mắt nhìn vào phía cuối hàng chữ nhiếp phần rơi vào trong trầm tư nghe nói trong thiên địa tổng cộng có một vạn đại đạo yêu tộc so với nhân loại càng thêm ưu việt lĩnh ngộ trọn vẹn bảy ngàn đại đạo mà nhân loại chỉ có ba ngàn mà thôi nhân loại có ba ngàn đại đạo yêu tộc bảy ngàn đại đạo đôi bên cũng có không ít đại đạo trùng hợp cho nên cho dù cộng cả hai tộc nhân yêu lại cách một vạn đại đạo cũng vẫn còn kém rất xa một vạn đại đạo tương ứng với một vạn thiên phú đặc thù linh hồn triệu hoán sư nếu như thuộc về bảy ngàn đại đạo trong yêu tộc thì hắn muốn đạt được nó sẽ rất khó tuy rằng ở phù thiên đại lục cũng có xảo huyệt yêu tộc nhưng mà cụ thể ở nơi nào có thể tìm được cho dù bằng vào trí nhớ kiếp trước cũng không tra ra được chứ đừng nói bằng vào thực lực kiếp này sao rồi sau khi xem xong có phải cảm thấy rất thất vọng đúng không loại nơi nhỏ như nguyên tâm tông sao có thể có được thư tịch giảng giải kỹ càng được chứ có được phần tư liệu như vậy đã coi như không tệ rồi. Thấy biểu lộ của Nhất Vân có chút không đúng, Thiên Huyễn vừa cười vừa nói. Ta không sao, đúng rồi, ngươi đã từng nghe nói qua linh hồn triệu hoán sư hay chưa? Nghe thấy lời an ủi của Thiên Huyễn, Nhất Vân đột nhiên hỏi. Linh hồn triệu hoán sư, ồ, từng nghe nói qua, nghe nói là thiên phú đặc thù bài danh số 8, rất là lợi hại, tuy nhiên rốt cuộc lợi hại ở điểm nào ta cũng chưa từng trải nghiệm qua. Thiên Huyễn lắc đầu, người cũng không bi xét nghe thấy hắn nói vậy nhiếp vân lập tức thất lạc thiên phú đặc thù bài danh tốt mười mấy vạn năm không nhất định xuất hiện một người mỗi một người đều có năng lực kinh thiên động địa một tông môn không có lịch sử trên vạn năm thì đâu có biết tới loại thiên phú này nhìn bộ dáng của nhiếp vân thiên huyễn vừa cười vừa nói thiên phú bài danh tốt mười mấy vạn năm không có một người sao đây là lần đầu tiên nhiếp vân nghe thấy thiên phú đặc thù tốt mười lại thưa thớt như vậy hắn không khỏi tặc lưỡi Nguyên khí sư bài danh thứ 9, không biết bao lâu mới xuất hiện một, linh hồn triệu hoán sư còn xếp hạng ở phía trước, nhất định muốn tìm được một người càng khó khăn hơn. Nghe nói, linh hồn triệu hoán sư có thể khiến cho một người mất đi linh hồn có thể triệu hoán linh hồn trở lại, khiến cho người kia phục sinh, không biết có phải như vậy hay không. Như phân hỏi, linh hồn triệu hoán sư có thể cứu tỉnh đệ đệ, chỉ là nghe lời đám người bách hoa nói, kiến thức các nàng nhất định không bằng thần thâu thiên huyễn, nếu như hắn xác định chuyện này là thật. Như vậy thiên phú đặc thù này nhất định có thể cứu đệ đệ Nhất Vân. Linh hồn triệu hoán sư đã có thể xếp hạng thứ 8 đương nhiên rất là lợi hại. Có thể khiến cho người ta phục sinh hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, có lẽ cũng không kém nhiều. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có bằng hữu xảy ra vấn đề cho nên cần cứu chữa hay sao? Thiên huyễn sững sờ hỏi. Là đệ đệ ta. Nhất Vân thở dài một tiếng. Lúc này hắn mới nói chuyện vị hoa đại nhân của di thần tông kia thông qua truyền tống trận đánh lén mình mà đệ đệ vì cứu hắn cho nên mới tử vong. Hóa ra là như vậy, nếu là chuyện khác có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, tuy nhiên, chuyện này ta lại thực sự không có biện pháp, triệu hoán mảnh vỡ linh hồn bị nghiền nát, ai, đúng rồi, ta nghe nói, kiếm thần tông có tụ hồn đăng, sau khi đốt lên có thể tụ tập linh hồn, không biết là thật hay giả, đây là bảo bối vô thượng của tông môn bọn chúng, nếu như có cơ hội ta có thể nghĩ biện pháp lén trộm ra cho ngươi, có lẽ sẽ có tác dụng. Bỗng nhiên thiên huyễn dường như nghĩ tới cái gì đó, hai mắt sáng ngời, nói. Tụ hồn đăng. Nhất vân sững sờ. Đúng vậy à, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua rồi. Đệ tử hạch tâm của kiếm thần tông mỗi người đều có kiếm thuật cao siêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, thực lực phi phàm. Sở dĩ lợi hại như vậy cũng bởi vì tụ hồn đăng này. Chỉ cần đem một bộ phận linh hồn của mình phân liệt, bỏ vào trong tụ hồn đăng, cho dù về sau bị người ta giết chết, hồn phi phách tán, thì cũng có thể đoàn tụ. Một lần nữa trọng sinh cũng bởi vì có chỗ dựa như vậy cho nên người kiếm thần tông chú ý thực chiến, không sợ tử vong, sức chiến đấu mới cao như vậy. Thiên huyện nói, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, dường như đối với loại bảo bối này rất là ưa thích. Còn có loại vật này sao? Nhếp vân trợn tròn mắt. Loại tụ hồn đăng này cho dù không thể phục sinh đệ đệ, nhưng mà hắn đạt được, tương đương với việc tính mạng của phụ mẫu có thể bảo đảm. Chỉ cần phân liệt một bộ phận linh hồn của hai người rồi đưa vào trong, cho dù về sau có gặp chuyện không may thì cũng không tới mức khiến cho hắn thống khổ gần chết hối hận không kịp đương nhiên là có bất quá hiện tại ta vẫn không thể trộm được cho ngươi lần trước ta đi kiếm thần tông trộm đồ bị phát hiện thiếu chút nữa không có trốn được hiện tại bọn hắn đã triệt đề phòng bị ta cho nên thiên huyễn có chút xấu hổ nói ngươi mà cũng bị phát hiện có chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút đi biết rõ kiếm thần tông có tụ hồn đăng lại có đồ giải thích rõ ràng về thiên phú đặc thù tâm tình của nhiếp vân tốt hơn rất nhiều hắn cười hỏi trong ấn tượng của hắn thần thâu thiên huyện ăn trộm thiên hạ vô song cơ hồ không bị ai phát hiện hiện tại không ngờ lại thiếu chút nữa không có trốn ra được chuyện này quả thực hắn muốn nghe một chút kỳ thư ta vừa ý một nữ nhân trong kiếm thần tông nàng nói muốn đạt được kiếm đạo chi khí chỉ dẫn bởi vậy mới bảo ta đi tới kiếm chi đại điện trộm lấy kiếm đạo chi khí kết quả ta mới tới không lâu thì bị người ta phát hiện lúc ấy bốn đại cao thủ kiếm thần tông đuổi giết nếu không phải ta nhanh nhẹn chạy nhanh thì chỉ sợ đã sớm chết rồi cho nên hiện tại ta không dám qua đó thiên huyễn gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ vừa mới tới không lộc thì bị phát hiện nhiếp vân nhíu mày năng lực ẩn nấp của thiên huyễn hắn đã từng chứng kiến nếu như muốn ẩn thân trộm đi một vật chỉ sợ coi như là bí cảnh lục thất trọng cũng đừng mong phát hiện ra hắn làm sao có thể vừa mới tiến vào đã bị đuổi giết được người đuổi giết ngươi có thực lực gì nhiếp vân hỏi bọn họ là đệ tử hạch tâm kiếm thần tông đều là cường giả lĩnh vực cảnh còn có người đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong may mắn không phải là thiên kiều cảnh nếu là cường giả loại này nhất định ta không trốn thoát được sẽ phải chết ở nơi đó dường như thiên huyễn cũng nhớ tới tình cảnh ngày đó cho nên tim lại đập nhanh hắn lắc đầu sắc mặt hơi tái đi nữ tử mà người ưa thích có thực lực gì nhiếp vân tiếp tục hỏi nàng nàng cũng là đệ tử hạch tâm hơn nữa lại là người được đề cử trưởng giáo hiện tại không biết nàng thế nào rồi sao ngươi lại hỏi thứ này thiên huyễn không biết vì sao nhiếp vân lại đột nhiên hỏi những chuyện này không có việc gì ta chỉ tùy tiện hỏi đúng rồi về sau ngươi rời khỏi kiếm thần tông có gặp nữ tử kia không lúc chạy ra khỏi kiếm thần tông ta từng truyền cho nàng tin tức bảo nàng tới tìm ta kết quả nàng còn chưa tới thì bốn cao thủ truy sát ta đã đuổi theo không có biện pháp ta đành phải đào tẩu tới hiện tại còn không dám trở lại ai không biết ta không hoàn thành tâm nguyện của nàng nàng có giận ta hay không trên mặt thiên huyễn có chút thất lạc dường như cảm thấy mất hứng vì bản thân không hoàn thành được yêu cầu của mỹ nhân như vậy sao liên tiếp ra câu hỏi Nhất vân đã có thể khẳng định chuyện kia thiên huyễn bị nữ tử này lừa gạt sở dĩ thiên huyễn bị phát hiện nhất định là nữ tử này lừa gạt hắn bằng không bằng vào thân thủ của hắn làm sao có thể bị người ta phát hiện được chứ như vậy cũng quá không thể tưởng tượng nổi à nữ tử kia tên gì trong lòng đã có phán đoán cho nên nhiếp vân hỏi tên gì sao à nàng gọi là vân huyên tên rất đẹp đúng không thiên huyễn vừa cười vừa nói vân huyên thiên thủ kiếm vân huyên người chắc chắn là cái tên này chứ nhất vân đột nhiên nhớ tới cái gì đó sắc mặt thoáng cái biến đổi thiên thủ kiếm vân huyên ở kiếp trước tuyệt đối là cái tên nổi danh tuy nhiên trước khi nhất vân thành danh thì đã mất tích sở dĩ hắn biến rõ đó là vì nàng là một vị tông chủ nữ tính duy nhất trong mấy vạn năm qua của kiếm thần tông trong tám đại tông môn trừ tử đàn tông tĩnh thiên tông hai đại tông môn có nữ nhân khá nhiều ra những tông môn khác cơ hồ nam nhân làm chủ đạo nhất là kiếm thần tông dùng kiếm đạo nhập thần loại nơi như vậy dương khí rất lớn chỗ như thế không ngờ lại có một nữ nhân nắm giữ quyền lợi vì vậy mới khiến cho nhiếp vân có ấn tượng sâu đậm chỉ có điều tông chủ nữ tính này cầm quyền không được mấy năm lại biến mất trong một lần thám hiểm ốt cuộc một đi không trở lại về phần đi chỗ nào chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm cùng biến mất với nàng còn có mấy thủ lĩnh của các đại tông môn khác ồ nghĩ vậy đột nhiên trong đầu nhiếp vân lóe lên một đạo linh quang nhớ tới một nhân vật hoa đại nhân hoa đại nhân chẳng lẽ là di hoa kia là tên tông chủ di thần tông cùng biến mất cùng với vân huyên này trong lòng nhiếp vân lột bột một thoáng đột nhiên toát ra một cái tên khiến cho hắn khiếp sợ nhớ tới vân huyên thì không thể nói tới những người năm đó biến mất một chút năm đó bảy đại tông môn cũng giống như lăng tiêu đính của hóa vân tông về sao không biết chuyện gì xảy ra mà trưởng giáo bảy đại tông môn mất tích chuyện này tất cả tông môn đều giữ kín không nói ra cho dù là kiếp trước nhiếp vân đạt tới cảnh giới rất cao cũng không có biết được di hoa năm đó là tông chủ di thần tông tuy nhiên vị tông chủ này cũng giống như vân hu vậy thời gian chưa cầm quyền lâu đã xuất hiện loại chuyện như thế triệt để biến mất trong dòng sông lịch sử đương nhiên những chuyện này đều là chuyện xảy ra trước khi nhiếp vân thành danh lúc ấy không có thành danh thực lực quá thấp tiếp xúc không tới cho nên đối với những người này cũng không có ấn tượng sau khi trọng sinh vô luận tốc độ tu luyện hay là thực lực nhanh hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần chẳng lẽ hoa đại nhân này chính là di hoa kia hẳn là vậy nếu như không phải thì tuyệt đối không thể nào phái ra cường giả thiên kiều cảnh làm việc cho mình lại tùy tiện vận dụng truyền tống trận khoảng cách xa như thế phải biết rằng từ di thần tông tới nguyên tâm tông khoảng cách khá xa không thể tính toán cho dù là dùng truyền tống trận cũng phải qua lại vài ngày tiêu hao to lớn cho dù là trưởng lão cũng không tiêu hao nổi hoa đại nhân kia chỉ ra lệnh mà lại có thể thực hiện được, điều này đã nói rõ hắn ta ở Di Thần Tông có quyền lực rất lớn. Nghĩ như vậy, nhất định chính là Di Hoa lúc trước biến mất kia. Nếu như là Di Hoa thì thực sự hỏng bét, đắc tội với tông chủ Di Thần Tông, nhân vật đỉnh phong như vậy, những ngày tốt lành sau này của hắn chỉ sợ không còn nhiều lắm. Trong ấn tượng của Nhiếp Vân, đám người Di Hoa, Vân Huyên, bởi vì biến mất trước khi hắn thành danh cho nên hắn vẫn cho đối phương là người thế hệ trước. Hiện tại tính toán một chút, trên thực tế lại là người cùng bối PH với mình. Hơn nữa hiện tại chuyện làm cho bọn hắn biến mất kia cũng còn chưa có xảy ra. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn còn sống, còn chưa có đi lăng tiêu đỉnh của Hóa Vân Tông. Tiếp trước hắn sở dĩ, dần dần được người ta nhìn vào chính là bởi vì sau khi bảy đại tông môn hội tụ ở lăng tiêu đỉnh làm cho Hóa Vân Tông suy tàn, từ vị trí đệ nhất ngã xuống, môn nhân trong tông môn thưa thớt cho nên mới chiều lãm hắn làm đệ tử. Bằng không thì chỉ bằng vào ba cái đan điền thiên phú của hắn tuyệt đối, không thể đi vào loại tông môn tuyệt thế như Hóa Vân Tông được thiên thủ kiếm đúng vậy vân huyền đúng là có danh xưng như vậy nhưng làm sao ngươi biết thiên huyễn nở nụ cười ta là huyễn thiên thủ nàng là thiên thủ kiếm chính bởi vì như thế cho nên ta mới muốn tới đó xem một chút kết quả sau khi xem qua rơi vào lưới tình a à. quả nhiên là thấy thiên huyễn cũng nói ra danh xưng nhất vân dần dần bình phục tâm tình xem ra sau khi hắn trọng sinh vô luận là những chuyện mà hắn tiếp xúc hay là con người đều trước mùa tiết tấu Di Hòa kiếp trước căn bản không biết mình là người nào thì đã mất tích, mà bây giờ chẳng những đối phương biết mình là ai, mà còn nghĩ biện pháp đổi giết, Thế sự biến hóa thật đúng là kỳ diệu. Kiếp trước thiên huyễn chưa bao giờ nói tới tình yêu của mình, làm cho hắn từ trước tới nay đều cho rằng đối phương căn bản không có người thương. Hóa ra người thương của thiên huyễn từ lúc bảy đại tông môn hội tụ lăng tiêu đỉnh cũng đã triệt để biến mất. Khó trách hắn không nói tới, nữ nhân âu yếm đã chết, mỗi lần nói tới đều là vạch sẹo, như vậy vì sao phải nói tới chứ? Nghĩ tới những thứ này nhiếp vân cảm thấy trong lòng như bị một sợi tơ đen bao phủ, xuất hiện một sự liên hệ không rõ với kiếp trước. Vừa rồi ngươi nói muốn đi trộm kiếm đạo chi khí, đó là vật gì? Lắc đầu xua tan loại cảm giác kỳ lạ này, nhiếp vân đột nhiên hỏi. Trong truyền thuyết, người sáng lập ra kiếm thần tông là một vị kiếm đạo sư. Thiên huyễn nói ra. Kiếm đạo sư là thiên phú đặc thù bài danh thứ 17. Người có được loại thiên phú này, bất luận kiếm thuật gì, chỉ cần nhìn một lần là có thể học được hơn nữa còn có thể đem kiếm triệt để dung nhập vào sinh mệnh, trở thành một bộ phận của thân thể, đạt tới cảnh giới người là kiếm, kiếm là người. Kiếm đạo sư Nhất Vân ghi nhớ loại thiên phú đặc thù này. Kiếm đạo sư, bài danh thứ 17, so với thiên nhãn sư còn đứng trước một bậc, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của nó. Vị kiếm đạo tông sư này sau khi sáng lập kiếm thần tông, không lâu đã quy tiên, đem kiếm đạo tri tâm của mình, cũng chính là kiếm tâm lưu lại ở trong kiếm tri đại điện, chỉ cần kiếm pháp của người tu luyện tới tình trạng được kiếm tâm tán thành thì nó sẽ bắn ra kiếm đạo chi khí giúp người rèn luyện kiếm thuật làm cho kiếm thuật của người tăng lên một bước loại tình huống này ở trong kiếm thần tông gọi là được kiếm tâm tán thành đệ tử có thể được kiếm tâm của lão tổ tán thành thì sẽ là tông chủ trưởng giáo tiếp theo không thể làm trái thiên huyễn nói lúc ấy ta nghĩ được kiếm tâm tán thành là có thể phát ra kiếm đạo chi khí như vậy nhất định kiếm đạo chi khí ẩn chứa trong kiếm tấm nếu như ta thi triển thiên phú thần thâu đi trộm có phải sẽ lén lấy được nó ra hay không kết quả ta còn chưa trộm được thì đã bị đuổi giết ra ô nghe thiên huyễn giải thích nhiếp vân gật gật đầu tình cảm của thiên huyễn cũng không có bất kỳ chỗ thêm mỹ nào trái lại trong mắt nhiếp vân lại mang theo hương vi âm mưu quỷ kế dựa theo đạo lý mà nói dùng trình độ thông minh của thiên huyễn nhất định cũng có thể nhìn ra cái gì đó chỉ bất quá hắn yêu thương vân huyên kia sâu đậm cho nên không dám suy nghĩ theo phương hướng kia cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Được rồi, những chuyện thương tâm này đừng có nói nữa, về sau ta tìm cơ hội đi kiếm thần tông, nhất định sẽ thay ngươi tìm Vân Huyên kia, thuận tiện giải thích giúp ngươi một chút. Như Vân biết rõ loại chuyện này mình khó mà nói được, nói nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng tới cảm tình của huynh đệ cho nên hắn cũng không có nói nhảm mà vừa cười vừa nói. Đúng vậy, không sai, nói nhiều cũng vô dụng, uống rượu, uống rượu. Thiên Huyễn cũng là người rộng rãi, hắn cười, dơ bầu rượu lên. Đúng, huynh đệ, ta thấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đạt tới bất hủ cảnh, ở chỗ ta có một bộ phương pháp tu luyện kim cương lưu ly thể, ngươi cứ dựa theo tu luyện, có lẽ đối với việc đột phá bất hủ cảnh của ngươi có chỗ tốt rất lớn. Uống mấy ngụm, Thiên Huyễn nhớ tới cái gì, đột nhiên lấy ra một vật từ trong nạp vật đan điền ra, tiện tay ném cho Nhất Vân. Kim cương lưu ly thể, bí pháp Phật tông ngay cả loại thứ tốt này mà ngươi cũng có là một quyển thư tịch cũ kỹ trên đó viết đại bi văn chú của phật tông liếc mắt nhìn nhất vân đã sững sờ lập tức cuồng hỉ phật tông là một chủng tộc đặc thù phân ra từ nhân loại từ rất lâu trước kia đã rời khỏi phù thiên đại lục rốt cuộc đi tới nơi nào ai cũng không biết loại chủng tộc này ngộ trọn vẹn ngàn đại đạo hơn nữa còn có rất nhiều đại đạo không thuộc ba ngàn đại đạo của nhân tộc những chuyện này kiếp trước nhiếp vân đều chứng kiến trong tảng thư khố của hóa vân tông vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại thực sự có loại tông môn này, đồng thời lại có bí pháp tu luyện. Ta là thần thông, có gì mà không có cơ chứ? Nghe thấy nhiếp vân tán dương, vẻ mặt thiên huyễn có chút tự kỳ. Ha ha, có mà không lấy thì là phi lễ, người cho ta bí pháp Phật tông quý giá như vậy, ta cũng không thể lấy không đồ của người, ta biết rõ người thân là thần thâu, bảo bối có nhiều, căn bản không để vào mắt, đây là một hồ lô tạo hóa linh dịch, hy vọng có chỗ trợ giúp với người. Cười nhạt một tiếng, nhất phần tiện tay ném qua cho thiên huyễn một hồ lô tạo hóa linh dịch tạo hóa linh dịch này là do tạo hóa chi khí ngưng tụ mà thành không có chút tạp chất nào tinh khiết vô cùng là bảo bối vô thượng để bổ sung lực lượng tu luyện đối với bất kỳ người nào cũng có tác dụng cực lớn thần thâu thiên huyễn tuy rằng có năng lực trộm cắp thiên hạ vô song nhưng mà thứ này rất ít khi nhìn thấy ở phù thiên đại lục có lẽ là không có quả nhiên nhìn thấy hồ lô tạo hóa linh dịch hai mắt thiên huyễn sáng ngời thứ tốt thứ tốt đa tạ ta sẽ thu hai người tặng đồ nhau vừa nói vừa cười càng uống càng nhiều rất nhanh đã lần nữa uống một đống lớn rượu khi nhiếp vân tỉnh dậy hắn lại phát hiện ra lại không thấy tiểu tử thiên huyễn này đâu chỉ thấy trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy tạm thời có việc cho nên rời đi trước tình huynh đệ sáng như nhật nguyệt những chữ này phiêu giật tiêu sái phát huy vô cùng tinh tế tính cách không trói buộc của thiên huyễn thiên huyễn được xưng là thần thâu không muốn bị ước thúc cũng biết mình có rất nhiều cừu gia, không có bằng hữu, sợ rằng sẽ mang tới tai họa cho đối phương, cho nên hắn nói đi là đi, vô cùng tiêu sái. Tên này, nhớ tới bộ dáng tiêu sái, xoay người rời đi của thiên huyễn, nhiếp phần cười cười, lấy ra kim cương lưu ly thể mà thiên huyễn lưu lại. Quyển thư tịch này vừa nhìn đã biết rõ có nhiều năm, cô kỹ không chịu nổi, vừa mới mở ra thì Phật Quang đã ngập trời, phạm âm lượn lờ, đủ loại tinh yếu của Phật môn hiện lên. Kim cương giả, mạnh mẽ mà cứng rắn lưu ly giả minh nhi tịnh kim cương lưu ly thể sau khi tu thành thân thể như kim cương không gì có thể phá hồn giống như lưu ly thanh tịnh trong suốt chính là bí pháp luyện thể vô thượng của phật tông vừa mới mở tờ thứ nhất ra đã có một đoạn mở đầu như vậy không gì có thể phá minh nhi tịnh thực sự là một loại phương pháp tu luyện vô thượng chỉ một câu nhiếp vân cơ hồ đã có cảm giác quán đỉnh lỗ chân lông toàn thân nhẹ nhàng hít thở sảng khoái thân thể phải cứng rắn linh hồn phải tĩnh lặng đại đạo từ nhiều cho tới đơn giản không thể nói rõ ràng nhưng thường thường chỉ cần mấy chứ cũng có thể là trí lý kim cương lưu ly thể tu luyện cực kỳ khó khăn phật tông bảy mươi vạn ba nghìn bốn trăm bốn mươi bốn năm chỉ có một mình tuệ thông thiền sư cho ngoài thông thấu thành tựu kim thân muốn triệt để tu luyện thành phương pháp này phải có hai thứ thứ nhất là mục sinh sư thứ hai là một loại thiên phú đặc thù linh hồn một khi thành công thân thể kim cương lưu ly chi hồn, phá mà trọng sinh, không chết không thôi, có thể nói là bất tử chi thân. Phá mà trọng sinh, bất tử bất hủ, bất tử chi thân, điều này sao có thể? Chỉ một câu nói đầu tiên đã khiến cho nhất vân giật mình. Mộc sinh sư, một trong những loại thiên phú đặc thù ngũ hành, bài danh số 26, có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh, bất tử bất hủ. Loại thiên phú đặc thù này có thể cứu người, phổ độ chúng sinh, thuộc về bí pháp đại thừa của Phật Tông, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Nhân loại chỉ có biết phương pháp tiểu thừa đó chính là trị liệu sư. Sau đó, hắn lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đằng sau chữ mộc sinh sư có đánh dấu một chữ nhỏ. Trị liệu sư, trị liệu sư là pháp quyết tiểu thừa của mộc sinh sư. Đây, rốt của có chu gn, chẳng lẽ thiên phú đặc thù còn chia làm đại thừa và tiểu thừa hay sao? Đối với thiên phú đặc thù của Phật Tông, Nhất Vân không lý giải nhiều lắm, nhưng mà nhìn thứ bên trên, dường như giữa trị liệu sư và mục sinh sư có liên quan tới nhau. Trị liệu sư nghiêm khắc mà nói cũng không thuộc về thiên phú đặc thù, chỉ là một loại chi nhánh diễn sinh của mục sinh sư, trị liệu thương thế khiến cho thương thế người ta hoàn hảo, lại không thể khởi tử hồi sinh, cho nên chỉ gọi là tiểu thừa. Đại thừa chính thức có thể tái sinh ra thịt, uy lực vô cùng. Có được loại thiên phú này phối hợp với kim cương lưu ly, thể đã được cô động, như vậy mới có thể làm được bất tử bất diệt, thân thể cường đại. Bên trên tiếp tục có nói cho dù là người chết cũng có thể tái sinh ra thịt xương cốt loại thiên phú này nếu như có thể tìm được chẳng phải có thể cứu được đệ đệ hay sao nghĩ vậy thiếu chút nữa nhiếp vân nhảy dựng lên linh hồn triệu hoán sư rất khó tìm kiếm mà mục sinh sư thì đơn giản hơn không ít dù sao hắn cũng đã có cái gọi là thiên phú tiểu thừa trị liệu sư được rồi dù sao thiên phú đặc thù về linh hồn ta cũng không có huyết đồng sư có chứa khôi lỗi bí thuật còn không tính là đại đạo linh hồn đơn thuần trước tiên không nghĩ những thứ này nữa vẫn nên tu luyện kim cương lưu ly, thể thử xem, nhìn xem có hiệu quả hay không. Bỏ qua tư tưởng lộn xộn trong đầu, Nhất Vân mở ra pháp quyết tu luyện kim cương lưu ly thể, tính tâm tu luyện. Quyển thư tịch này không dày, nhưng mà muốn lý giải nó vô cùng khó khăn, bên trên đều dùng ngôn ngữ Phật Tông, nếu như không phải Nhất Vân là người hai thế giới, tri thức uyên bác thì đừng nói là tu luyện, chỉ sợ cũng không nhận ra được nội dung bên trên. Dù là như thế, nhưng hắn vẫn phải dùng những ba ngày mới có thể thông hiểu đạo lý toàn bộ tri thức, triệt để hiểu rõ. Thân như kim cương, hồn như lưu ly, kim cương bất diệt, lưu ly bất hủ, tính tĩnh tịch tịch, như hiểu như không. Lầm bầm pháp quyết trong đó, pháp lực toàn thân nhất vân sôi trào, dọc theo một quỹ tích đặc thù vận chuyển. Ồ, không đúng. Vừa mới vận chuyển pháp quyết thì nhất vân đã cảm thấy thân thể cứng ngắc một hồi, giống như biến thành một tảng đá. Một cỗ quang mang Phật tông vô thượng lập tức đối kháng với ma công của Linh Tê Luyện, thể quyết trong cơ thể hắn, hai thứ tranh đấu khi NHCO thân thể hắn trở thành chiến trường. Phốc, sắc mặt nhất vân trắng bệch. Linh tê luyện thể quyết không ngờ lại xung đột với kim cương lưu ly thể, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thân thể cứng ngắc, ý thức của nhất vân lại không hôn mê, trong lòng hắn sốt ruột vô cùng. Linh tê luyện thể quyết là phương pháp luyện thể của ma tộc, là một loại ma công. Kiếp trước kiếp này hắn tu luyện đều không thành vấn đề, sao lại đột nhiên xung đột với kim quang lưu ly thể. Nếu như cứ xung đột như vậy, thì hắn còn chưa luyện thành cái gì đã trở thành một kẻ tàn phế rồi. Vốn hắn chỉ muốn tu luyện kim cương lưu ly thể khiến cho thực lực mình gia tăng, dù thế nào hắn cũng không ngờ linh tê luyện thể quyết lại có xung đột với nó. Làm sao bây giờ, phải khiến cho hai thứ đang xung đột này dừng lại, bằng không cho dù tê liệt thì cũng chẳng khác nào chết à. Cảm nhận hai loại công pháp tranh đấu không ngớt trong cơ thể, trong lòng nhiếp phần lo lắng không thôi. Lo lắng cũng không có biện pháp, hai bộ này đều là bí pháp vô thượng, hiện tại cả hai đã nảy sinh xung đột, cho dù không có tu luyện cũng đã muộn. Sư, ngay khi hai công pháp Phật ma tranh đấu không ngớt, trong lúc nhiếp vân kinh hoàng không thôi, thì đột nhiên pháp quyết vô danh trong cơ thể khẽ nhúc nhích, chỉ một thoáng đã khiến cho hai đại công pháp lập tức ngoan ngoãn dừng lại, không tranh đấu nữa. Ồ, không ngờ pháp quyết vô danh lại làm cho hai bộ công pháp này dừng tranh đấu. Chuyện này, sao lại thế này? Pháp quyết vô danh vừa mới động một chút đã chấn áp hai đại công pháp, hóa giải tình trạng thân thể hóa đá của nhiếp vân khiến cho hắn giật mình không thôi được rồi không nghĩ nhiều nữa vừa vạn thừa cơ tu luyện thân thể kim cương chỉ cần không kém bao nhiêu với linh tê luyện thể quyết tới lúc đó song phương khắc chế lẫn nhau lại có pháp quyết vô danh chấn áp sẽ không xảy ra việc gì nữa lĩnh ngộ phương pháp tu luyện kim cương lưu ly thể như vân cũng biết kim cương lưu ly thể cũng chưa làm chín tầng giống như linh tê luyện thể quyết vậy muốn cả hai không tranh đấu thì chỉ có thể luyện nó tới đệ tứ trọng mà thôi nghĩ tới điểm này nhất vân không do dự nữa mà tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tâm chậm rãi tu luyện không biết bao lâu đột nhiên nhất vân hét lớn một tiếng trị liệu chi khí trong người sôi trào như là thiêu đốt lực lượng thân thể lập tức xảy ra biến hóa về chất tiếng lách cách liên tục vang vọng lập tức cả người nhất vân lơ lửng trên thân thể có từng đạo lôi điện lập loè dường như có tia chấp xuất hiện đây gọi là pháp tướng lôi đình trong kim cương lưu ly thể cũng gọi là lôi đình pháp tướng nói con người đều là do nguyên khí thiên địa sinh ra muốn thân thể triệt để lột xác thì đầu tiên phải có sấm xét rèn luyện lôi đỉnh pháp tướng chính là khiến cho mỗi một khối cơ bắp trong thân thể đều ẩn chứa pháp tướng chịu đựng sấm xét sắc bén khiến cho thân thể bản thân ngày càng lớn mạnh sư rốt của quang mang lôi đình cũng chấm dứt lúc này cơ bắp toàn thân nhất vân lập lòe tỏa sáng như là kim cương cứng rắn tới cực điểm đây là đệ tứ trọng của kim cương lưu ly thể sao quả nhiên đáng sợ từ trên không trung rơi xuống, lướt mắt nhìn thân thể lột xác sau khi tu luyện, hai mắt nhếp vân đỏ lên. Trình độ cứng rắn của thân thể hiện tại so với linh binh trung phẩm còn lợi hại hơn, cho dù là linh binh có đâm vào chỉ sợ cũng sẽ lập tức nứt vỡ. Không chỉ như vậy, lực lượng đơn thuần của hắn lại có tăng lên, trước đó chỉ bằng vào thân thể chỉ có lực lượng 5 vạn tượng, mà bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới 20 vạn tượng. 20 vạn tượng tăng lên những 4 lần. Loại lực lượng này phối hợp với đại lực đan điền chính là 200 vạn tượng, một khi thi triển chiêu số, phối hợp với chân khí, đừng nói là lĩnh vực cảnh trung kỳ, cho dù là hậu kỳ cũng phải tránh né phong mang. Đáng sợ. Cúi đầu nội thị, thân thể kim cương lưu ly thể đệ tứ trọng và linh tê luyện, thể quyết tứ trọng dưới pháp quyết vô danh trấn áp cũng không còn nũng đột gì, ngược lại còn bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, có xu thế giao hòa. Nhìn thấy điểm này, khiến cho Nhiếp Vân giật mình, nếu như quả thực có thể hoàn toàn giao hòa như vậy thân thể hắn nhất định có thể lần nữa tăng mạnh, càng thêm cường đại. Thân thể cường đại, đáng tiếc linh hồn vẫn không có tăng trưởng, hơn nữa linh hồn còn chưa đạt tới linh cấp hậu kỳ, ngay cả lưu ly chi hồn cũng không biết là cái gì, chứ đừng nói là tu luyện. Ngăn chặn sự hưng phấn trong đầu, nhất vân lắc đầu. Kim cương lưu ly, thể thực ra là hai loại pháp môn tu lưu, nờ một là thân thể kim cương, hay là lưu ly chi hồn. Bây giờ kim cương chi thể của hắn đã thành công, nhưng mà lưu ly chi hồn lại, bởi vì linh hồn bản thân quá yếu cho nên ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể tu luyện được, chứ đừng nói là tiến bộ. Không xoán suýt những chuyện này nữa, lần tu luyện này dù chưa đạt tới bất hủ cảnh, nhưng mà thực lực lại tăng lên không ít, nên đi tìm phụ mẫu, nếu không một khi mọi người bị người di thần tông phát hiện ra sẽ hỏng bét. Biết rõ linh hồn còn chưa đạt tới hậu kỳ thì không có cách nào tu luyện lưu ly chi hồn, lúc này nhiếp vân cũng không có ý định tu luyện nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được phụ mẫu, bằng không nhìn tư thế của di thần tông một khi bị bọn hắn phát hiện ra phụ mẫu của hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm may mắn mà lúc trước rời đi hắn đã lưu lại truy tung chi khí trên thân thể mọi người tuy rằng phù thiên đại lục này bao la nhưng mà hắn vẫn còn biết phương hướng tìm kiếm nếu không biển người mênh mông như vậy nếu như không có phương hướng tìm kiếm thì không biết phải đi tìm tới ngày tháng năm nào dịch thanh này lần trước tiến vào tu luyện không ngờ tới giờ còn chưa có tỉnh quả thực quay đầu liếc mắt nhìn Dịch Thanh đang ngồi khoanh chân tu luyện ở cách đó không xa. Nữ tử này dường như có hiểu ra, cho nên đốn ngộ, đột phá, hiện tại đã qua nhiều ngày mà còn chưa có chấm dứt, xem ra nhất định có thu hoạch không nhỏ, hiện giờ cũng không nên quấy rầy nàng. Đi ra ngoài vậy. Thân thể nhoáng lên, nhất vân từ trong tử hoa động phủ bay ra ngoài. Căn cứ vào truy tung chi khí, phụ mẫu có lẽ vẫn còn ở nơi rất xa, cho dù có long cốt thần châu phi hành thì không có 10 năm, 8 năm cũng không tới được như vậy vẫn nên sử dụng chu tống trận thì hơn tuy nhiên truyền tống trận gần đây nhất cũng là cực quang thành quả thực là một chu nhau tâm tổn trí à đứng tại chỗ cảm ứng một chút nhất phần gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ cực quang thành là thành trì lớn nhất trong phạm vi mấy trăm vạn dặm nhất định có truyền tống trận cự ly xa nếu như đi những thành thị khác không biết còn phải đi vòng bao nhiêu nhưng mà hán đại náo nguyên tâm tông nhất định bên cực quang thành đang truy nã mình tùy tiện đi qua một khi bị phát hiện khi đó muốn chạy trốn nhất định sẽ phiền phức ai biết đối phương có bố trí bẫy dập gì chờ mình hay không vì có thể sớm gặp lại phụ mẫu liều dù sao ta có thiên phú ngụy trang sư thiên phú địa hành sư thiên phú ẩn nấp sư một khi gặp nguy hiểm cho dù đánh không lại chẳng lẽ còn không trốn thoát được sao trước đó thiên huyễn từng đem địa hành chi khí thiên phú ẩn nấp và thiên phú thần thâu rót vào trên người khôi lỗi nguyên cương trưởng lão ý chí của hắn từng cảm ứng qua mộ ta ẩn cho nên ba loại thiên phú này căn bản hắn không tốn chút thời gian nào, nhanh chóng được hình thành. Lúc này, hắn lại có thêm ba loại thiên phú đặc thù. Thêm ba loại này, bây giờ tổng cộng hắn có 15 loại thiên phú đặc thù, theo thứ tự là nạp Phật, đan hỏa, thuần thú, truy tung, trị liệu, đại lực, tường thủy, huyết đồng, ngụy trang, thiên nhãn, diễm hỏa, nguyên khí, thần thâu, địa hành, ẩn nấp. Những thiên phú này có thể có được một loại cũng đã khiến cho người ta hâm mộ vô cùng hắn lại có tới 15. Nếu như nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng. Tuy rằng thực lực nhất vân không được nhưng lại có nhiều phương pháp chạy trối chết như vậy. Một khi gặp phải nguy hiểm chính thức, cho dù đánh không lại, chạy trối chết vẫn là chuyện có thể. Trong lòng tính toán một phen, thân thể nhoáng lên, thi triển thiên phú ngụy trang sư, cả người nhiếp vân lập tức biến thành một trung niên có khuôn mặt thô, cuồng dã. Ha ha, không tệ, như song binh, hiện tại đi tới cực quang thành. Nhìn bộ dáng này của mình, nhất vân cảm thấy vô cùng hài lòng hắn cười ha hả thả người bay về phía cực quang thành quả nhiên cực quang thành giống như trong tưởng tượng của hắn thần hồn nát thần tình khắp nơi đều là người thẩm tra vô luận là ra hay vào thành đều bị kiểm tra nghiêm túc nhất vân biết rõ mình không thể bị thẩm tra cho nên mới lặng lẽ thi triển thiên phú địa hành sư theo lòng đất đi vào trong thành ở dưới mặt đất lợi dụng thiên nhãn quan sát tìm được vị trí chuyển tống trận lại tìm nơi không có người lặng lẽ đi tới nếu như nói bạch nham thành là nông thôn thì cực quang thành chính là thị trấn ở nơi này có truyền tống trận thương dụng chỉ cần giao nộp số linh thạch nhất định là có thể truyền tống tới nơi nhất định thứ nhất phần tìm chính là truyền tống trận thương dụng này lúc này chung quanh truyền tống trận cũng có vô số người ca y ra những người này đều là đệ tử nguyên tâm tông mỗi một người đều dùng ánh mắt thủ sâu như biển để nhìn người trước mắt dường như mỗi một người đều rất hoài nghi cần phải kiểm tra rõ ràng liếc mắt nhìn như vân phát hiện ra nơi này cũng không có biện thực kính mà đặc xứ kia ban cho nguyên tâm tông lúc này hắn mới âm thầm thở dài một hơi không có thứ này bộ dáng mà hắn dùng thiên phú ngụy trang sư tạo ra cũng không có bị người phát hiện ra huynh đệ truyền tống trận này có thể đưa chúng ta đi đâu vậy nhìn một hồi cảm thấy cũng không có gì ngoài ý muốn cho nên nhiếp vân lặng lẽ giữ chặt tay một trung niên có ý định truyền tống rồi thấp giọng hỏi loại truyền tống trận thương dụng này bởi vì liên quan tới vấn đề tiêu hao cho nên khoảng cách truyền tống cũng không quá xa tuy nhiên nếu như phi hành không có 10 ngày nửa tháng uống gió phơi xương thì cũng khó mà tới nơi được, cho nên cẩn thận tính toán vẫn là truyền tống có lợi nhất. Chỉ là loại truyền tống này đều có điểm cố định, giống như là đoàn tàu vậy, tiến hành đi từ thành thị này tới thành thị khác. Đi Thiên Bắc Thành Trung niên này thuận miệng nói Thiên Bắc Thành, ồ, đúng là phương hướng đi tới chỗ phụ mẫu a. À. Nghe thấy cái tên Thiên Bắc Thành, hai mắt nhiếp vân sáng ngời. Trước đó ở trong cực quang thành ba ngày, chẳng những nhiếp vân nghe ngóng chuyện của Nguyên Tâm Tông mà còn nghe ngóng tới thành thị chung quanh, cho nên hôm nay cũng biết tương đối chi tiết về phạm vi chung quanh đây. Thiên Bắc thành và Cực Quang thành lớn không sai, biệt nhau là bao, đều là thành thị tam lưu, cách nơi này chừng 7, 800 vạn dặm, nếu như phi hành, chỉ sợ cũng phải mất vài tháng, có loại truyền tống trận này quả thực quá thuận lợi. Từ Thiên Bắc thành lại đi tới Linh Lung thành, đây là thành thị nhất lưu, là bản doanh của Linh Lung Tiên Tông, đến lúc đó dịch thành có thể đi bái sư rồi. Đảo qua địa đồ trong đầu, nhất vân cười một tiếng theo sát sau lưng trung niên này đi về phía chuyển tống trận một lần chuyển tống hai mươi linh thạch thượng phẩm giao tiền vừa mới đi vài bước thì chợt nghe một tiếng quát vang vọng hai mươi linh thạch thượng phẩm nghe cái giá như vậy nhất vân không nhịn được tặc lưỡi hai mươi linh thạch thượng phẩm tương đương với hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm đối với gia tộc như dịch gia ở vinh thiên thành là gần như toàn bộ tài sản nhiều yên của như vậy không ngờ chỉ là cái giá một lần truyền tống giá tiền này quả thực đủ lớn. Tuy nhiên, cũng không có biện pháp, bởi vì truyền tống trận tiêu hào rất lớn, không thu phí tổn lớn thì ai cũng muốn ngồi, như vậy cường giả kiến tạo truyền tống trận không phải sẽ chết đói hay sao? Cổ tay khẽ đảo, Như Vân lấy ra 20 khỏa linh thạch thượng phẩm, rồi đưa tới. Đối với người khác mà nói, đây là số tài phú rất lớn, nhưng mà đối với hắn lại không đáng kể chút nào, chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Được rồi, và đi thôi, chờ lát nữa các người sẽ được truyền tống tiếp nhận linh thạch đệ tử phụ trách kiểm tra của nguyên tâm tông cẩn thận kiểm tra lại một lần cũng không có phát hiện ra điều gì không ổn mới mở miệng nói một tiếng thiên phú ngụy trang sư của nhiếp vân ngay cả cường xả lĩnh vực cảnh đỉnh phong cũng không thể nhìn ra sơ hở chứ đừng nói là những đệ tử bình thường này muốn lừa gạt thực sự quá đơn giản đứng trên truyền tống trận chờ một lát ước chừng gom đủ hơn chục người thì đệ tử phụ trách mới dừng kiểm tra lại bảo mọi người chuẩn bị một chút rồi mới bắt đầu truyền tống chờ một chút tạm thời kiểm tra. Đột nhiên có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một lão giả đi đầu khí tức trầm ổn, mang theo lực lượng khiến cho người ta rung động. Cường giả lĩnh vực cảnh hậu kỳ của Nguyên Tâm Tông. Kiểm tra một chút xem có người nào đó hỗn loạn rời khỏi thành hay không. Hiện tại ta sẽ dùng biện thực kính lần lượt chiếu vào các ngươi một lần, không nên phản kháng. Lão giả lấy ra từ trong lòng một cái gương, lớn tiếng nói. Hỏng bét, sao lúc này lại có tạm thời kiểm tra chứ? Ta quá xui xẻo a à nhìn thấy trưởng lão nguyên tâm tông này đột nhiên xuất ra biện thực kính nhất phần bất đắc dĩ không thôi thực sự là sợ cái gì cái đó tới vận khí của hắn cũng quá xui xẻo không có biện thực kính bằng vào thiên phú ngụy trang sư của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra sơ hở trong nháy mắt có thể rời khỏi nơi này đến nơi khác hiện tại có thứ này một khi lòi đuôi sẽ rất phiền toái làm sao bây giờ mấy người các ngươi lần lượt đi tới chỉ cần để biện thực kính chiếu qua một khi không có vấn đề là có thể đi. trưởng lão nguyên tâm tông cao giọng nói. vâng. những người khác trong lòng không có vấn đề. đương nhiên nghe được lời nói này đều nhanh chóng đi qua biện thực kính. quang mang chiếu qua. không có ngụy trang thì căn bản không có vấn đề. tới phiên ngươi, nhanh đi tới. rất nhanh. những người khác đã chiếu qua một lần đều không có vấn đề gì. trưởng lão nguyên tâm tông này mới chỉ về phía nhất vân. vâng. nhất vân thấy đối phương chỉ tới biết rõ không có cách nào đào tẩu cho nên vừa mới đi tới trước mặt lão già này thì đột nhiên chỉ về phía sau hắn nói ồ là nguyên cương trưởng lão sao ngươi lại tới đây đã lâu không gặp nha nguyên cương trưởng lão nghe thấy trung niên này hô vậy vị trưởng lão nguyên tâm tông này sững sờ vội vàng quay đầu lại đầu còn chưa xoay ra chỗ khác thì đã lập tức ý thức được mình mắc lừa nguyên cương trưởng lão coi như là phản đồ của tông môn sao một song binh bình thường có thể quen biết chứ xem ra tên dòng binh này nhất định có vấn đề. Vội vàng quay đầu lại lần nữa, tuy rằng còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, thì hắn đã nhìn thấy một đạo kiếm quang đâm về phía mình. Đạo kiếm quang này mang theo sự ấm áp của mùa xuân, giống như gió xuân thổi qua, tuyết động trên mặt đất tan đi, khắp nơi đều là sinh cơ, mà đồng thời khắp nơi cũng là sát chiêu. Kiếm thuật, xuân hồi đại địa. Nhất vân biết rõ hiện tại chỉ có thể đào tẩu, tay trái hắn khảm nạm linh thạch vào trên truyền tống trận, khởi động truyền tống trận tay phải thì đánh ra một kiếm vừa ra tay đã thi triển tuyệt chiêu lợi hại nhất tên trưởng lão trước mắt này chính là cường giả lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực của hắn cho dù có tăng thêm lần nữa cũng không phải là đối thủ phải dùng thủ đoạn công kích mạnh nhất chỉ cần ngăn cản một lát trận phát truyền tống thì hắn sẽ không phải sợ nữa ngươi là nhiếp vân chạy đi đâu lĩnh vực bao phủ phá phong thần trưởng nhìn thấy tên dòng binh này đâm về phía mình trưởng lão nguyên tâm tông này đâu còn không biết chuyện gì đã xảy ra cơ chứ hắn thét dài một tiếng lĩnh vực mạnh mẽ khoách trương trong nháy mắt bao phủ kiếm chiêu xuân hồi đại địa đồng thời hai tay hắn tung bay đánh ra một chiêu vũ kỹ phá phong thần trường là vũ kỹ cực kỳ cao minh trong nguyên tâm tông một chiêu đánh ra phá phong phá khí phá pháp lực có thể ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài đinh 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 kiếm chiêu xuân hồi đại địa cho dù có lợi hại nhưng mà thực lực bản thân nhiếp vân lại quá thấp bị phá phong thần trường cường đại đụng một cái đã lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài tiểu tử cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn thì ngày hôm nay cũng đừng mong chạy trốn một chiêu ngăn cản công kích của nhiếp vân lão già này hưng phấn thét dài một tiếng bàn tay lớn tạo thành chảo, năm ngón như móc câu trong khoảng khắc cả truyền tống trận trở nên không khống chế được lực lượng của đối phương cường hãn như sóng lớn điên cuồng đè xuống làm cho không ai có thể thừa nhận được hỏng bét nếu như cứ dây dưa như vậy ta sẽ bị bắt lại phải mau chóng giải quyết sau đó vận chuyển truyền tống trận rời đi bằng không một khi bị cao thủ khác phát hiện, khi đó có chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới điểm này, nhiếp vân biết không thể lưu thủ nữa, trường kiếm run lên, đột nhiên một đạo hỏa diễm bắn thẳng về phía đối phương. Thiên phú diễm hỏa sư. Cái gì? Nhìn thấy hỏa diễm thoáng cái vọt tới, lão giả này giật mình. Tuy rằng, hắn là cường giả lĩnh vực cảnh hậu kỳ, nhưng mà diễm hỏa sư quá mạnh, cỗ hỏa diễm này coi như là hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Lúc này thân thể hắn lóe lên, tránh thoát ra ngoài khi đang định lần nữa công kích thì đã nhìn thấy một trường ấn cực lớn bổ tới trước mặt trường ấn này cao chừng bảy tám thước còn chưa tới trước mặt đã tỏa ra khí tức nhộn nhạo khiến cho trong lòng người ta rung động sợ hãi lĩnh vực của hắn dưới trường ấn này công kích tới liên tục vỡ vụn không ngăn cản được chút nào đây là công kích gì tại sao lại có công kích mạnh như vậy chứ không có khả năng cảm nhận áp lực do trường ấn mang tới sắc mặt lão già này thoáng cái biến đổi miệng thét dài một tiếng không thể nào tin nổi. Trận pháp khởi động, lợi dụng diễm hỏa hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lại lén đánh ra thiên địa vô lượng, nhất vân triệt để bức lui đối phương, lúc này bàn tay chộp một cái, khởi động chuyển tống trận. Sư, quang mang lóe lên, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Oanh, hắn vừa mới đi, thì trên không trung vang lên tiếng vang rất lớn, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước chuyển tống trận, đáp xuống mặt đất, đây chính là đặc sứ thiên kiều cảnh của di thần tông. Soạt đặc sứ thấy trưởng ấn thiên địa vô lượng đang chống lại lão giả kia hắn bắn ra một ngón tay khí lưu chấn động một hồi thiên địa vô lượng cường đại vô cùng lập tức phanh một cái rồi biến mất phù thiên địa vô lượng biến mất lão giả thoáng cái té ngã xuống mặt đất miệng thở hổn hển lúc này hắn mới cảm thấy lực lượng toàn thân như nước bị tháo chuyện gì xảy ra rốt cuộc ngươi vừa chiến đấu với ai người nọ đâu rồi đặc sứ liếc mắt nhìn lão giả té ngã trên mặt đất nhớ mày hỏi hồi bẩm đặc sứ nhất định là nhiếp vân hắn vừa mới từ truyền tống trận rời đi lão giả nhìn thấy người cứu mình là đặc sứ hắn gấp gáp đứng dậy đồng thời hô lớn nhiếp vân hắn từ truyền tống trận rời đi rồi sao phế vật nghe thấy nhiếp vân đã từ truyền tống trận rời đi đặc sứ thiếu chút nữa tức mà chết hắn lật tay đánh cho lão giả kia một cái tát rồi thả người tiến vào trong truyền tống trận bàn tay vung vẩy muốn khởi động trận pháp ông chỉ là lúc này trận pháp lập lòe một chút cũng không có được khởi động ngược lại còn rác một cái rồi vỡ vụn đáng giận đáng giận nhìn thấy tình cảnh này đặc sứ có ngốc cũng biết sau khi nhiếp phần truyền tống tới nơi đã phá hủy trận pháp truyền tống bên kia truyền tống trận ở cực quang thành một điểm kết nối với một điểm bên kia bị hủy diệt thì chẳng khác nào không có tọa độ đương nhiên không thể nào truyền tống qua được kêu một tiếng mười ngón tay của đặc sứ liên tục vung vẩy trong thời gian ngắn đã bố trí một trận pháp không lớn trước mắt ngay sau đó hắn lại móc một ngọc bài đưa tin trong ngược ra khắc một chút tin tức lên trên, rồi bỏ nó vào trong trận pháp. Hiện tại bố trí trận pháp truyền tống cự ly xa nhất định sẽ không kịp, nhưng mà bố trí trận pháp truyền tống tin tức cũng vô cùng đơn giản. Người cho rằng, chạy tới thiên bắc thành là có thể đào tẩu sao? Trường giáo chí tôn đã sớm đoán ngươi sẽ đào tẩu cho nên đã bố trí 12 vị nội các trưởng lão thiên kiều cảnh ở đó. Một vị trưởng lão thiên kiều cảnh ngươi đã không phải là đối thủ. 12 vị bố trí đại trận, ngay cả cường xả bí cảnh lục trọng sơ kỳ cũng không thể đào tẩu người chờ chết đi thông qua trận pháp truyền tống đưa tin tới lúc này trên mặt tên đặc sứ này mới nở nụ cười dữ tợn trước đó bọn hắn đã biết rõ nhất định nhiếp vân sẽ mượn nhờ truyền tống trận đào tàu mà thiên bắc thành là nơi có khả năng nhất cho nên bọn hắn đã sớm bố trí thiên la địa võng ở đó chỉ cần nhiếp vân dám đi qua nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ 12 vị nội các trưởng lão thiên kiều cảnh liên thủ tạo thành đại trận một tiểu tử nguyên thánh cảnh có thể chạy thoát sao phá đi ra khỏi truyền tống trận nhiếp vân dùng một kiếm đánh nát truyền tống trận triệt để phá hỏng nó nguy hiểm thật thở dài một hơi khoái miệng nhiếp vân nở nụ cười thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị đặc sứ kia bắt lấy may mà hắn chạy thoát nhanh tuy rằng hắn có thể vượt cấp chiến đấu nhưng mà đối với cường giả thiên kiều cảnh vẫn bất lực thiên kiều cảnh câu thông thiên địa tạo thành thiên địa chi kiều đại biểu cho lĩnh ngộ và vận dụng đại đạo thiên địa thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải là tồn tại mà lĩnh vực cảnh có thể so sánh đừng nói là lực lượng của hắn chỉ có một hai trăm vạn tượng cho dù có lực lượng ngàn vạn tượng cũng không phải là đối thủ lớn mật dám phá hỏng truyền tống trận ngươi là ai muốn chết vừa mới thả lòng còn chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng hét chung quanh lập tức có vài người vây quanh ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân tràn ngập bất thiện truyền tống trận là phương pháp phát tài của bọn hắn hiện tại bị người ta phá hỏng đương nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ lớn gan này ta bị đuổi giết bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đây là một trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, coi như là ta bồi thường. Nhất vân tiện tay ném ra một ngàn khỏa linh thạch thượng phẩm, thân thể nhoáng lên, đã bay lên trên bầu trời. Một ngàn khỏa linh thạch thượng phẩm tương đương với một ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, giá trị viễn siêu bản thân truyền tống giận. Một ngàn linh thạch thượng phẩm, hắc hắc, có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy, xem ra tiểu tử, tử này rất có tiền, đừng đi, ở lại đây. Nhìn thấy thiếu niên này, tiện tay xuất ra nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy đám người phụ trách duy trì trận pháp lập tức nổi lòng tham hai mắt trở nên đỏ tươi su su mấy người này đều là cường giả bất hủ cảnh sơ kỳ đồng thời ra tay lực lượng ngập trời tạo thành phong bạo bắn tới chỗ nhất vân nếu như không có ai có ý làm tổn thương hổ thì sao hổ lại hại người được chứ nếu như các người đã muốn chết thì đừng trách ta không ngờ bản thân hảo tâm mà đối phương lại tàn nhẫn như vậy thoáng cái ra tay định ép bản thân vào đường chết hai mắt nhiếp vân nheo lại lộ ra sát ý lạnh lẽo vốn hắn có ý tốt cảm thấy làm hỏng truyền tống trận của người ta định bồi thường ai ngờ những người này thấy tiền sáng mắt thực sự là không biết sống chết cổ tay khẽ lật huyền ngọc chi kiếm lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay cánh tay hắn run lên kiếm quang hóa thành hoa mai trong trời đông giá rét từng đoán nở rộ ầm ầm kiếm quang va chạm với cơn bão năng lượng của nhóm người kia lập tức xé rách cơn bão năng lượng kia chết đi cho ta một chiều công kích không hề có chút lưu tình nào trường kiếm của nhiếp vân vung vẩy kiếm quang giống như bông tuyết bay lượn tiếng dòng vang liên tiếp vang vọng trên mi tâm của những cường giả bất hủ cảnh sơ kỳ vây công này lập tức xuất hiện một lỗ thủng thi thể nặng nề rơi xuống dưới đất dám giật đồ của ta không biết sống chết đánh chết mấy cường giả bất hủ cảnh bàn tay của nhiếp vân khẽ lật lần nữa thu lại ngàn khỏa linh thạch thượng phẩm vừa rồi sau đó thả người bay ra khỏi thành hắn dùng truyền tống trận mặc dù chạy nhanh nhưng mà cũng khó đảm bảo Di Thần Tông không có biện pháp dự phòng ở Thiên Bắc Thành này, vạn nhất ở nơi này quá lâu, bị người ta đuổi theo, khi đó khó tránh khỏi cái chết. Chạy đi đâu? Hắn vừa mới bay ra được mấy trăm thước thì chợt nghe thấy một đạo thanh âm như sấm sét từ đằng xa vang vọt tới, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé rách không gian đâm về phía hắn. Cao thủ thiên kiều cảnh, tại sao nơi này lại có cao thủ mạnh như vậy chứ? Đáng giận. Thấy đạo kiếm quang này được kích phát ở phía xa, ước chừng mấy trăm trượng Càng ngày càng trở nên lớn dần, bên trong sen lẫn uy thế thiên địa, không thể ngăn cản, trong lòng Nhiếp Vân thoáng cái cảm thấy lạnh lẽo hơn một nửa. Loại kiếm thế này, chỉ có cường giả thiên kiều cảnh mới có thể kích phát ra, Thiên Bắc Thành sao lại có cường giả thiên kiều cảnh được chứ? Thiên Bắc Thành và Cực Quang thành giống nhau, thành chủ tối đa chỉ là tu giả lĩnh vực cảnh sơ kỳ, đột nhiên xuất hiện một cường giả thiên kiều cảnh lại khiến cho hắn như rơi vào trong hầm băng. Thiên địa vô lượng biết rõ chiêu kiếm quang này không phải là thứ mà mình có thể ngăn cản nhiếp vân cũng không do dự mà hai tay giơ lên đánh ra công kích mạnh nhất của mình hiện tại ầm ầm trường ấn và kiếm quang của hai người va chạm nhiếp vân phun ra một ngụm máu tươi thân thể giống như viên đạn từ trên không trung rơi xuống thiên địa vô lượng tuy rằng là chiêu số cực kỳ cường đại nhưng mà thực lực đối phương thực sự quá mạnh mẽ giữa cả hai hoàn toàn không thể so sánh sao hắn có thể chống đỡ được chứ chỉ thoáng cái hắn đã bị thương trước này chưa từng có. Ông, nguyên khí đan điền hấp thu pháp lực, trị liệu đan điền trị liệu thương thế. Tiểu tử, người chạy đi đâu? Đánh nhiếp vân rơi xuống, tiếng quát lần nữa vang vọng. Lúc này, nhiếp vân nhìn thấy một trung niên mặc y phục màu trắng nhanh chóng bắn tới. Từ không trung cất bước đi qua, lơ lửng phía trên đầu nhiếp vân. Lên đây đi. Trung niên này xòe bàn tay ra, bàn tay khẽ chộp một cái, pháp lực hùng hậu, dày đặc lập tức hình thành một mảnh thiên la địa võng trên không trung bao phủ về phía nhất vân lưới pháp lực do cường giả thiên kiều cảnh bố trí một khi bao phủ căn bản trốn không thoát thiên phú địa hành sư địa hành chi khí cường giả thiên kiều cảnh linh hồn câu thông thượng thiên thân thể kết nối với đại địa trong cơ thể hình thành thiên kiều bố trí lưới pháp lực không có chút kẽ hở nào coi như là thiên nhãn cũng không nhìn ra được sơ hở bên trong một khi bị lưới pháp lực bao phủ sẽ trốn không thoát Nhất Vân biết rõ tình cảnh nguy hiểm cho nên cũng không dám dừng lại. Địa hành chi khí đột nhiên kéo dài, thân thể thoáng cái chui vào trong lòng đất. Thiên phú địa hành sư, chạy đi đâu, vô thượng kiếm khí, đại quy minh trưởng. Thấy Nhất Vân quay người chui xuống đất, vị cường giả thiên kiểu cảnh này dưỡng sờ, sau đó lập tức hét dài một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, bốn đạo kiếm khí sáng chói, vẽ vào mặt đất một cái, triệt để bao phủ khu vực phương viên mấy ngàn trượng chung quanh. Ngay sau đó bàn tay của hắn chụp một cái, Mặt đất đường kính hơn ngàn trượng đã bị Đại Quy Minh trưởng mạnh mẽ đè sống. Một chưa phá hỏng mặt đất hơn ngàn tượng, một trò tiện tay này không ngờ lại có lực lượng như vậy. Quả thực nghe mà giận người. À, cứu mạng. Rốt cuộc có chuyện gì? Trời ạ, à, chúng ta bị người ta chộp. Đây là khu vực trung tâm Thiên Bắc Thành. Trong phương viên hơn ngàn tượng, hơn ức vạn nhân khẩu sinh hoạt bên trong, rất nhiều người ở đây, ngay cả trí tôn cũng không đạt tới bọn hắn cảm thấy mặt đất run rẩy một hồi rồi lập tức phát hiện ra mình bị bắt tất cả đều khủng hoảng kêu lớn nói nhảm vị cường giả thiên kiều cảnh này nghe được tiếng kêu to phía dưới miệng lập tức hử lạnh một tiếng bàn tay run lên phanh tất cả sinh linh trong phạm vi này đều bị bóp nát thành bụi phấn vô số bụi bặm bán tứ tung a a a a vô số tiếng kêu thảm vang lên ước vạn nhân khẩu trong vòng ngàn dặm thiên bắc thành trong nháy mắt toàn bộ tử vong thân thể tan nát thành bụi phấn vì bắt nhiếp vân vì cường giả thiên kiều cảnh này không ngờ lại một hơi đánh chết hàng ước vạn người trình độ tâm ngoan thủ lạt không cần phải nói ồ không có ở đây đánh nát mặt đất thành bụi phấn vị cường giả thiên kiều cảnh này nhớ mày đạt tới thiên kiều cảnh linh hồn câu thông thiên địa lính ngộ đại đạo cho dù tử hoa động phủ biến thành hạt bụi rất nhỏ thì cũng có thể phát hiện ra Tuy rằng người này không biết chuyện từ hoa động phủ, nhưng mà hắn biết rõ địa hành sư xuống đất tốc độ sẽ đặc biệt nhanh, hắn không chút, do dự, mạnh mẽ nhấc mặt đất phạm vi mấy ngàn trượng lên rồi đánh vỡ, hy vọng có thể bức nhiếp vân ra, không ngờ nhiếp vân vừa mới xuống đất, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Tinh thần câu thông thượng thiên, thiên nhãn mở ra, dò xét. Trong đám bụi không có nhiếp vân, cũng không có thứ đặc thù gì, vị cường giả thiên kiểu cảnh này giơ hai tay lên, thi triển bí pháp. ầm ầm dưới thiên kiều tất cả chỉ là con sâu cái kiến câu này là chỉ dưới thiên kiều cảnh cho dù ngươi có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến chỉ có đạt tới thiên kiều cảnh linh hồn câu thông thiên địa mới có thể mượn nhiều uy thế thiên địa như tiên như thánh vị trung niên thiên kiều cảnh này thi triển bí pháp trên đầu lập tức sinh ra quang mang như mặt trời mới mọc lan tràn ra bốn phương tám hướng kéo dài xuống mặt đất ở đằng kia chỉ trong chốc lát hai mắt trung niên này sáng ngời dường như phát hiện tung tích của nhất vân, thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng xuống mặt đất. địa hành sư hành tàu dưới mặt đất, không cần đào thanh động, thì cả người cũng hoàn toàn dung nhập vào trong mặt đất. những người khác không được, cho dù là cường giả thiên kiều cảnh cũng cần phải dùng lực lượng bản thân đánh ra thông đạo trước, đào động giống như chuột vậy. đáng giận, người này sao lại ác như vậy? rốt cuộc ta có thủ án gì với ngươi? sao lại không muốn sống như vậy chứ? vừa rồi nhất vân một hơi chui thẳng xuống mặt đất. Tháo chạy được mấy ngàn trượng cho nên mới tránh thoát một kích của trung niên kia, vốn tưởng rằng có thể bình yên đào tẩu, ai ngờ người này không biết dùng bí pháp gì lại có thể phát hiện ra chỗ mình ẩn nấp, lại lần nữa đuổi tới. Chẳng phải hắn chỉ giết có mấy người thôi sao, người này sao lại hung ác như vậy, vì bản thân hắn mà lại giết hàng ngốc vạn người, còn không muốn sống đuổi theo như vậy, Bên ngoài dường như ta cũng không có thủ oán lớn như vậy với người nhà. Chẳng lẽ người này là do Di Hoa kia phái tới, đúng rồi, nhất định là như vậy bằng không sao có thể hung ác như vậy chứ phái cường giả thiên kiểu cảnh đến truy sát ta ngươi ngon tuy nhiên ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra ta là một gã địa hành sư chỉ cần xuống đất thì đây chính là thiên hạ của ta tuy rằng thiên kiểu cảnh lợi hại nhưng mà muốn đuổi kịp ta cũng chẳng khác nào là nằm mơ hư lạnh một tiếng nhất vân không ngừng di chuyển địa hành chi khí cuồn cuộn không dứt rất nhanh đã tháo chạy về phía trước cho dù thiên kiều cảnh cường đại tới cực điểm nhưng mà hành tẩu dưới mặt đất đảo động rồi mới di chuyển được thì sao có thể đuổi kịp nhiếp vân không chút kiêng nể chạy dưới mặt đất cơ chứ cho nên thấy hắn đuổi theo nhiếp vân căn bản không sợ chân bước một bước dài ở dưới mặt đất hắn tựa như u linh bắn thẳng về phía trước không ngờ lại còn nhanh hơn phi hành trên không đây là chỗ lợi hại của địa hành sư một trong ba thiên phú đảo tàu nổi danh nếu như rất đơn giản đã bị người ta đuổi theo thì cũng không xứng đáng với danh xưng này đáng giận trung niên phía sau thấy mình càng đuổi nhiếp vân càng chạy nhanh rất nhanh đã sắp mất dấu, hắn tức giận tới mức liên tục chửi bới. Muốn đi, ngươi đi được sao? Nhiếp vân vừa mắng một mặt lại phóng về phía trước, mắt thấy sắp cắt đuôi được trung niên này, thì trượt nghe một tiếng rít gào phía trước, lại lần nữa, có một đạo kiếm quang cắt vỡ mặt đất phóng về phía trước. Cái gì? Lại là một cường giả thiên kiều cảnh. Nhìn thấy kiếm quang nhiếp vân đã giật mình, vội vàng quay người, lại hơi nghiêng để trốn tránh, chân không dám dừng lại, tiếp tục đi về phía trước người thi triển ra đạo kiếm quang này hiển nhiên cũng là cường giả thiên kiều cảnh đối phương không ngờ lại phái ra hai gã cường giả thiên kiều cảnh thực sự là để ý tới mình à sư sư hai cường giả thiên kiều cảnh đồng thời đuổi tới Nhất vân lập tức cảm thấy áp lực hai người bọc trước bọc sau hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa phương hướng liều mạng chạy về phía trước di hoa này điên rồi sao vì từ hoa động phủ mà lại phái ra hai cường giả thiên kiều cảnh nếu như lại thêm vị đặc sứ kia đã là ba người nhiều cường giả thiên kiều cảnh như vậy xuất động chỉ vì bắt một tiểu tử nguyên thánh cảnh như ta, hắn cũng không biết ngại hay sao. Trước đó vô luận gặp chuyện gì nhất vân đều đã tính trước, mà bây giờ tất cả mưu trí trước mặt thực lực tuyệt đối đều trở nên nực cười. Đừng nói hắn chỉ là một tiểu tử nguyên thánh cảnh, coi như là lĩnh vực cảnh đỉnh phong, bị hai cường giả thiên kiều cảnh đuổi giết sợ rằng cũng phải sụp đổ. Lúc nào cũng bị tinh thần của đối phương bao phủ, cho dù muốn thi triển ẩn nấp chi khí ẩn nấp cũng không được nhất vân chỉ cảm thấy trên đầu tràn ngập mồ hôi tinh thần tập trung cao độ không dám thất thần một chút nào sợ một khi thất thần không cần đối phương ra chiêu thì tinh thần lực cũng có thể chấn nát ý chí hắn biến hắn trở thành kẻ ngu ngốc đương nhiên cũng may hắn là nguyên khí sư nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt bằng không chạy trốn liên tục tiêu hao nhiều địa hành chi khí như vậy chỉ sợ pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ chết dưới mặt đất tiểu tử ngoan ngoãn thì dừng lại khi đó có lẽ chúng ta còn có thể tha cho mạng của ngươi nếu không chỉ còn một con đường chết mà thôi cường giả thiên kiều cảnh đầu tiên gào thét mau dừng lại ta không giết ngươi ta chỉ mang ngươi đi gặp một người nếu không một khi pháp lực hào hết ngươi tuyệt đối sẽ bị chôn sống dưới mặt đất bị áp lực chấn thành bánh thịt cường giả thiên kiều cảnh thứ hai cũng kêu lớn tuy rằng hai người đều là cao thủ trong cao thủ nhưng mà một mực chạy dưới mặt đất phóng về phía trước cũng có chút không chịu nổi bọn hắn thực sự không nghĩ ra tại sao thiếu niên này lại có pháp lực hùng hậu như vậy có thể chạy trốn như điên không ngừng nghỉ chút nào không giết ta giết ta hay không các ngươi không làm chủ nổi à muốn ta dừng lại không có cửa đâu các ngươi cứ ở phía sau ăn phân đi thôi nghe thấy hai người hô hoán nhiếp vân cũng thét dài một tiếng tiếp tục chạy như điên về phía trước tuy nhiên còn chưa đi được bao xa thì trong lòng lần nữa rung động lại vội vàng chạy về một phía khác vừa mới chạy ra thì có một đạo kiếm quang đã chém sượt qua thân thể hắn. Cái gì? Lại có thêm một người? Móa! Nhìn thấy loại tình huống này cho dù ngu ngốc, thì Nhất Vân cũng biết lại có thêm một vị cường giả thiên kiều cảnh xuất hiện. Từ lúc nào cường giả thiên kiều cảnh trực nên không đáng tiền như vậy, bị phái ra ngoài một đám. Nhất Vân cảm thấy sắp phát điên. Thiên nhãn mở, nhìn thấu mặt đất. Trong lòng khiếp sợ, chân Nhất Vân không ngừng chạy, lần nữa chuyển hướng, thì triển thiên phú thiên nhãn nhìn chung quanh. Sau khi xem qua, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trên đầu hắn, phía trước, phía sau, thậm chí trên không trung, cũng có cường giả thiên kiều cảnh, toàn bộ cộng lại có 12 vị. Di hoa kia không ngờ lại phái ra 12 cường giả thiên kiều cảnh tới bắt hắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ha ha, tiểu tử ngươi đã bị chúng ta vây quanh, để ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhìn thấy tình huống này, Nhất Vân còn chưa kịp lên tiếng mắng thì đã cảm thấy phía trên lần nữa chuyển tới linh hồn chấn động lại có ba đạo kiếm quang giết gào phóng tới. Làm sao bây giờ? Nhiều cường giả thiên kiểu cảnh như vậy chẳng lẽ ta sẽ bị bắt hay sao? Dựa vào thiên phú thiên nhãn, Nhất Vân đã sớm nhìn thấy ba đạo kiếm quang tất sát này, thật vất vả mới tránh đi được. Hai mắt hắn đỏ thẫm, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ, hắn sẽ bị 12 người này vây công mà chết sao? 12 tên cường giả thiên kiểu cảnh với chung quanh, giống như cái lưới, mà hắn lại là con cá muốn chạy trốn, cho dù cá có tốc độ mau lẹ hơn nữa, cũng khó có thể thoát khỏi mười cái lưới vây quét ta sẽ không bị bắt sông 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 lên trong lòng gầm lên một tiếng hai mắt nhiếp vân tràn ngập vẻ kiên định không nói nên lời cũng không có để ý tới chúng cường giả vây công chung quanh mà nhắm một phương hướng sau đó liều mạng đi về phía trước ý chí được vận chuyển tới cực hạn dục vọng muốn sống tràn ngập trong đầu rất là mãnh liệt khiến cho nhiếp vân giống như một con sói đói bị ngăn đường vừa phẫn nộ vừa điên cuồng dừng lại cho ta một lão giả thiên kiều cành ngăn trước mắt hắn bàn tay vươn ra mặt đất trong vòng mấy ngàn thước biến thành nham thạch sắn chắc đồng thời một trường ấn cực lớn triệt để bao phủ nhiếp vân thiên phú diễm hỏa sư diễm hỏa thiêu đốt phá cho ta phá cũng không có tránh né trong nháy mắt hỏa diễm cực nóng vô cùng vô tận từ trong cơ thể nhiếp vân phun ra nham thạch chung quanh vừa đụng vào cỗ hỏa hiễm này lập tức bị làm cho nóng chảy trường ấn của lão giả này đụng vào diễm hỏa lập tức bị thiêu đốt dường như không có bất kỳ vật nào có thể ngăn cản được hung uy của diễm hỏa. À, đáng giận. Hắn không ngờ nhiếp vân lại là một diễm hỏa sư, một người tại sao lại có nhiều thiên phú đặc thù như vậy chứ? Bị diễm hỏa thiêu đốt, lão giả này lui về phía sau một bước, trong mắt hiện lên vẻ khủng hoảng. Cho dù hắn là cường giả thiên kiều cảnh, nhưng mà vẫn là phàm nhân, bị diễm hỏa thiêu đốt vẫn còn có chút sợ hãi. Siêu cấp thiên phú bài danh thứ 25 há lại là trò đùa. Sư, thừa dịp hắn lui về phía sau, Nhất Vân được diễm hỏa vây quanh thoáng cái đã thoát ra khỏi vòng vây. "Đuổi, mấy người các ngươi bay trên trời, tới phía trước chặn đường, chúng ta ở dưới mặt đất, dùng linh hồn truyền âm liên hệ, để ta xem tiểu tử này chạy đi đâu." Bị Nhất Vân thoát khỏi vòng vây, tất cả cường giả thiên kiều cảnh đều cảm thấy mất mặt cho nên tức khí kêu lớn. Tiểu tử trước mắt này, bất quá chỉ là nguyên thánh cảnh, loại thực lực này trong mắt bọn hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến, hiện tại một con kiến như vậy lại đào tẩu khỏi vòng vây của 12 bọn hắn khiến cho bọn hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Diễm hỏa của diễm hỏa sư rất là tiêu hao pháp lực, ta cũng không tin pháp lực của tiểu tử này nhiều như vậy. Tiếp tục đuổi, nhất định hắn không thể trốn xa được, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy, nếu như để tông chủ biết 12 người cu ta vây quanh, mà còn để cho hắn chạy thoát, nhất định sẽ mất mặt tới chết. Không sai, chúng ta đường đường là nội các trưởng lão, nếu như thua ở trong tay một tiểu tử nguyên thánh cảnh, quả thực không gánh nổi tội danh này. Sóng tinh thần liên tiếp truyền đi dưới mặt đất, 12 vị cường giả thiên kiều cảnh lúc này cũng dồn hết sức, thể sống chết phải bắt được nhiếp vân. Lúc này đã không phải là chuyện có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu như không bắt được sẽ làm ảnh hưởng tới tôn nghiêm và danh dự của bọn hắn. Đường đường là nội các trưởng lão, 12 vị cường giả bí cảnh ngũ trọng thiên kiều cảnh, ngay cả một tiểu tử bí cảnh nhị trọng nguyên thánh cảnh cũng không bắt được, chuyện này truyền ra ngoài đừng mong còn sống. Xì xiu xiu, diễm hỏa không ngừng thiêu đốt trên thân thể địa hành chi khí nhanh chóng tuôn ra nhất vân dọc theo mặt đất tiếp tục chạy như điên tuy rằng ta là nguyên khí sư pháp lực vô cùng vô tận nhưng mà 12 người này thực sự quá mạnh mẽ còn có mấy kẻ bay trên trời như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt hai mắt đỏ thấm tinh thần nhất vân bởi vì vận chuyển quá nhanh cho nên sắp sụp đổ địa hành sư di chuyển dưới đất tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng mà cho dù nhanh hơn nữa cũng không bằng đám người bay trên trời bọn hắn lại có liên hệ linh hồn Biết rõ hắn chui ở dưới mặt đất cho nên hoàn toàn có thể chặn đường phía trước. Chỗ sâu hơn dưới mặt đất hắn cũng không đi được, bởi vì phía dưới cũng có ba cường giả, một khi hành tẩu phía dưới chẳng khác nào là tiến vào trong mai phục, khi đó chết còn nhanh hơn. Lại nói, dưới mặt đất phù thiên đại lục tình huống gì cũng có, nếu như là nham thạch nóng chảy thì cũng thôi đi, nếu như là hư không loạn lưu, một khi xông vào chẳng những không cần đám người này siết chặt vòng vây thì hắn đã biến thành thịt nát hư không loạn lưu ngay cả không gian cũng có thể bị nghiền nát ngay cả cường giả bí cảnh ngũ trọng đi vào cũng chỉ có con đường chết chứ huống chi là hắn làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta còn chưa muốn bị bắt không muốn chết nhìn trước sau trên dưới đều có cường địch hơn nữa còn càng ngày càng tới gần trong lòng nhất vân rối loạn từ lúc trọng sinh tới nay hắn luôn xuôi trèo mát mái lần này chính thức gặp được nguy cơ so với lần gặp nguyên hàng trường lão kia còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần Lần nguyên hàng trưởng lão kia còn có thể trốn tránh, còn có Tử Hoa Động phủ bảo vệ tính mạng, mà lần này, ngay cả Tử Hoa Động phủ cũng không có biện pháp. Ta không thể chết được, đệ đệ còn chưa cứu được, đệ ấy vì ta mà trả giá bằng cả tính mạng mình, làm như vậy là vì muốn ta còn sống, nếu như chết ở đây, há chẳng phải là phụ lòng đệ ấy hay sao? Xoạt xoẹt. Trong lòng điên cuồng suy nghĩ, ý nghĩ muốn sống trùng kích, khiến cho linh hồn linh cấp trung kỳ của Nhiếp Vân đột nhiên phát ra tiếng giòn vang liên tiếp dường như tùy thời sẽ lột xác. Lần này dừng lại cho ta đi, cứu võng la thiên đại trận, khởi động. Nhưng lúc này đột nhiên có một tiếng giống to vang lên, khít ức của 12 vị cường giả thiên kiều cảnh dưới mặt đất kết nối, bố trí thành một trận pháp cực lớn. Cửu võng la thiên đại trận, khắp nơi đều là lưới, khắp nơi đều là bẫy dập, chỉ cần rơi vào, cho dù là cường giả tuyệt thế bí cảnh lục trọng cũng khó có thể giải dụa chứ đừng nói là một tiểu tử nguyên thánh cảnh. Bao phủ, bố trí thành đại trận, đại trận như một tấm lưới lớn bao phủ không trung dưới sự chủ trì của 12 người bao phủ phương viên mấy ngàn dặm quay tròn rồi chụp xuống đầu nhiếp vân một khi bị chụp diễm hỏa sư địa hành sư thần thâu sư cũng vô dụng nhất định sẽ bị bắt lấy thiên phú đặc thù mạnh yếu ra sao có liên quan tới thực lực bản thân hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp tuy rằng có nhiều thiên phú nhưng mà đối mặt với thực lực tuyệt đối vẫn không có cách nào như trước Hắn dãy rựa thoát khỏi tay một vị cường giả thiên kiều cảnh đã rất vất vả rồi, huống chi là 12 người lại liên thủ bố trí đại trận, làm sao có thể dãy ruộa được chứ? Nhanh, phải nhanh, tốc độ phải nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần thêm chút nữa thì ta có thể lao ra, nhanh. Mắt thấy đại trận sắp rơi xuống đỉnh đầu, tay nhiếp vân nắm chặt, trong lòng không ngừng gào rú. Dựa theo phạm vi cử võng la thiên đại trận bao phủ, tốc độ của hắn chỉ cần nhanh hơn chút nữa là có thể lao ra, đáng tiếc Hết lần này tới lần khác lại chỉ chậm một tia như vậy. Nhanh đi, nhanh. Hai mắt tràn ngập tơ máu, pháp lực trong cơ thể nhất vân điên cuồng xoay tòn, cả người như phát điên. Lần này thực sự là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay hắn gặp phải. Được rồi, bắt lấy thôi. Một nguyên thánh cảnh mà cũng khiến cho chúng ta đuổi bắt lâu như vậy, tiểu tử này cũng thật hung ác nha. Ai, không phải nói, trước đó tông chủ bảo đám người chúng ta tới đây nhiều người như vậy ta còn cảm giác chuyện bé xé ra to bắt một tiểu tử nguyên thánh cảnh mà cần nhiều người như vậy sao thế nhưng hiện tại xem ra vẫn là tông chủ anh minh đúng rồi ngươi nói tiểu tử này đắc tội với tông chủ thế nào mà khiến cho tông chủ tự mình hạ lệnh bắt hán như vậy chứ thấy cử võng la thiên đại trận sắp rơi vào trên đầu nhất vân dựa theo tốc độ bình thường đối phương không có khả năng đào tàu 12 vị cường giả thiên kiều cảnh rốt của cũng thở dài một hơi trong lời nói mang theo vẻ nhẹ nhõm ai biết được ý tứ của tông chủ tốt nhất không nên đoán mò. Đệ đệ còn chưa có phục sinh, phụ mẫu còn cần chiếu cố, còn có nàng, ta còn chưa gặp lại, không thể chết, không thể chết như thế này được. Không dành để ý tới đám người này đang nói chuyện, ý thức của Nhất vân điên cuồng thúc giục, trong nháy mắt như rơi vào trong một thờ không khác. Quanh một tiếng, hắn cảm thấy đầu mình như sôi trào, linh hồn đột nhiên bành trướng ra ngoài. Lần này giống như là lão hổ đột nhiên mọc ra hai cánh, hùng ưng bay lượn trên thương khung vậy thức hải của bản thân lập tức thăng hoa linh hồn đột phá linh cấp hậu kỳ ủng ục linh hồn đột phá hạn chế đồng thời pháp lực trong khí hải cũng sôi trào lên một cỗ khí lưu nóng rực từ trong đan điền dũng mãnh tiến vào cho thân thể toàn bộ lỗ chân lông trên người đóng lại thực lực nhanh chóng bành trướng bí cảnh tam trọng bất hủ cảnh vào thời khắc nguy cấp dưới ràng buộc của thân nhân người nhà không ngờ nhiếp vân lại đột phá gông cùng linh hồn đột phá tới linh cấp hậu kỳ thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh từ nguyên thánh cảnh đỉnh phong đột phá thuận lợi trùng kích với bất hủ cảnh bất hủ cảnh thân thể bất hủ thân thể được mạch lạc tôi hóa khiến cho người ta có thể vận dụng pháp lực càng thêm tự nhiên vừa mới đột phá cảnh giới này pháp lực toàn thân nhiếp vân như tìm được chỗ chút giống như là nước vỡ đê điên cuồng phun ra ầm ầm tốc độ của nhiếp vân lập tức tăng lên gấp bội thoáng cái lao ra khỏi cửu võng la thiên đại trận trốn ra ngoài cái gì tiểu tử này không ngờ vào lúc mấu chốt lại đột phá tốc độ tăng lên gấp đôi chạy ra khỏi cửu võng la thiên đại trận bao phủ chuyện này chuyện này sao có thể chứ đuổi hắn có thể chạy thoát một lần ta không tin hắn có thể chạy thoát lần thứ hai đáng giận à tiểu tử này là thần thánh phương nào không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại đột phá phải giết chết bằng không nhất định sẽ trở thành tai họa thấy nhiếp vân chạy ra tất cả mọi người như phát điên đồng thời thét dài một tiếng lần nữa đuổi thuê vốn bọn hắn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà không ngờ tiểu tử này vào thời khắc mấu chốt lại có thể đồng thời đột phá tu vi linh hồn quá biến thái tại sao lại có ra hỏa biến thái như vậy chứ tuy rằng ta tấn cấp nhưng mà so với bọn chúng vẫn kém quá nhiều vẫn trốn không thoát tuy rằng tạm thời chạy ra khỏi cửu võng la thiên đại trận nhưng mà nhất vân cũng không có bị hưng phấn làm cho đầu óc choáng váng hắn cũng biết bằng và thực lực của mình tuy rằng tăng lên không ít nhưng mà so với cường giả thiên kiều cảnh vẫn tranh lệch quá nhiều. Vẫn không cùng một cấp bậc như trước, một là trời, một là đất, muốn chạy trốn khỏi tay 12 cường giả này vẫn là chuyện không có khả năng. Xem ra các ngươi không buông tha ta, muốn triệt để chạy trốn, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là giết. Trong mắt nhiếp vân hiện lên vẻ hung ác. Nhìn tư thế hiện tại, không chết không thôi, muốn triệt để thoát đi, như vậy cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là đánh chết toàn bộ những người này một cường giả bất hủ cảnh muốn giết chết một đám cường giả thiên kiều cảnh nếu như chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ có người nói hắn nằm mơ